chương 681, anh ấy thích em, anh ghen không? Vương ổn không còn lời nào để nói. Còn thứ gì có sức thuyết phục hơn câu nói này của Tăng Du chứ? Cô ấy thích thẩm bồi xuyên thì tuổi tác có là gì đâu. Anh ta mím môi rồi quay người đi ra ngoài. Tăng Du đi vào nhà rồi ngồi chê giường. Thẩm bồi xuyên đóng cửa rồi đứng ở cửa một lúc lâu mới cất bước tới bên Tăng Du. Giữa hai người có một khoảng cách, chẳng ai nói gì cả. Trời dần tối, trong phòng cũng tối theo. Tăng Du, đội trưởng thẩm, hai người nói cùng lúc rồi lại im lặng thẩm bồi xuyên nói gọi tên anh là được tăng du cười cười em quên mất anh không còn là đội trưởng nữa rồi anh đói bụng rồi nhỉ để em đi làm cơm cô ấy nói xong rồi đứng lên chuẩn bị đi làm đồ ăn lúc tăng du đi ngang qua thẩm bồi xuyên thì anh ấy kéo tay cô lại tăng du quay đầu ánh mắt của hai người chạm vào nhau em không chê anh già hơn em anh không chê em không bố không mẹ thì em cũng không chê anh già tăng du ngắt lời thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên không để ý tới chuyện này từ trước tới giờ anh ấy luôn cảm thấy rằng là tuổi của mình không xứng với tăng du sao anh lại chê em chứ anh biết em là người tốt tăng du cúi đầu cô nở một nụ cười ngượng ngùng vậy anh thích em không thẩm bồi xuyên suy nghĩ một lát rồi nói anh nghĩ là có mặc dù hơi cứng nhắc nhưng cô ấy tin rằng thẩm bồi xuyên nói thật vậy anh đói bụng không tăng du cười rồi hỏi thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên trả lời không đói lắm tăng du càng thêm buồn cười anh định nắm tay em mãi à Thẩm Bồi Xuyên nhận ra hành động của mình nên hơi ngại ngùng mà buông tay ra. Tang Du nắm ngược lại tay anh ấy, "Em thích anh nắm tay em, nhưng em cũng không muốn anh bị đói. Em đi làm cơm đây, anh nằm một lát đi." Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay mới bị cô ấy cầm rồi khóe môi không kiểm chế được mà nhếch lên. Anh ấy đứng dậy đi tới chỗ Tang Du thì thấy cô ấy đang thái khoai tây, cô ấy nói, "Đây là hiệu trưởng tự trồng, to không?" Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Tang Du ngẩng đầu nhìn anh ấy, Mặc dù chê đầu của anh ấy đang bị bao bởi băng gạc, nhưng không ảnh hưởng tới gương mặt. Anh ấy mặc áo thun màu trắng, quần đùi đen dài tới đầu gối để lộ ra bắp chân săn chắc, nhìn rất trẻ trung. Anh mặc thế này đẹp lắm." Tang Du cười nói. Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu nhìn bộ đồ mình mặc chê người, đây đều là quần áo của Vương Ổn, không ngờ anh ấy mặc cũng vừa. "Mai chúng ta đi ra ngoài đi, mua cho anh mấy bộ đồ thay giặt." Tang Du còn muốn mua thịt, Thẩm Bồi Xuyên bị thương nên phải ăn ngon. "Mua một bộ mới trả cho cái anh bạn thích em." Thẩm Bồi Xuyên nói, còn tiền thì chờ anh về sẽ đưa cho em. Thẩm Bồi Xuyên không muốn nợ đồ của tình địch. Tang Du cầm một trái cà chua đưa tới bên miệng của anh ấy, anh ấy thích em, anh ghen không? Thẩm Bồi Xuyên thật thà gật đầu, anh không thích anh ta dựa vào gần em. Mặc dù anh ấy vẫn luôn cứng nhắc như thế, cũng không biết nói ngọt nhưng Tang Du cảm thấy như thế rất đáng yêu. Giống như một người con trai mới biết yêu vậy. Nếu anh không thích thì em sẽ cách xa anh ta ra một chút. Tang Du bỏ những miếng khoai tây đã cắt vào chậu rồi dùng nước rửa, Tang Du lấy mấy trái ớt xanh ra, lúc cô ấy chuẩn bị cắt thì quay sang hỏi Thẩm Bồi Xuyên rằng, anh có ăn cay được không? Được, trái cà chua này ngọt quá. Thẩm Bồi Xuyên nhìn quả cà chua trong tay, vỏ ngoài vẫn còn chưa chín hẳn nhưng bên trong đã đỏ ửng, không ngờ lại ngọt như thế này. Tang Du cười, anh ở trong thành phố nên chắc chưa ăn loại cà chua như thế này bao. Giờ nhỉ, cà chua như thế này mới chín, mấy loại bán trong siêu thị thì bên ngoài đỏ, bên trong xanh. Thẩm Bồi Xuyên rất ít khi tự nấu cơm, anh ấy cũng không có thời gian đi quan sát cà chua nhưng anh ấy cảm thấy tăng du đã nói thế thì chắc chắn là thế em muốn ăn không thẩm bồi xuyên lại cắn một miếng cà chua tăng du cúi đầu cắn quả ớt chỉ có một trái đó thôi tăng du chưa nói hết câu thì đã thấy thẩm bồi xuyên đưa trái cà chua đến bên miệng mình anh ấy còn cố ý đưa phần mình chưa đụng vào về phía cô thẩm bồi xuyên cười nói chỗ này anh chưa cắn tăng du cắn môi anh ấy không có nói câu nào ngọt ngào cả nhưng không hiểu sao bỗng dưng mình lại cảm thấy cay mũi cô ấy không thể nói rõ cảm xúc lúc này nước mắt cứ chảy dài trên mặt thẩm bồi xuyên buông quả cà chua xuống rồi lau nước mắt cho tăng du đừng khóc sau này anh sẽ chăm sóc em thẩm bồi xuyên còn chưa dứt câu thì tăng du càng khóc to hơn thẩm bồi xuyên sốt ruột có phải anh nói gì làm em không vui đúng không tăng du lắc đầu rồi nói với một giọng nức nở không phải có lẽ là do em nhớ mẹ cô ấy cúi đầu lau nước mắt Thẩm Bồi Xuyên mím môi, anh ấy muốn an ủi Tang Du nhưng không biết nên nói gì, định đưa tay ôm cô ấy nhưng lại sợ mình dọa cô ấy. Ngay lúc Thẩm Bồi Xuyên do dự nên làm thế nào thì bỗng nhiên Tang Du ôm chặt lấy eo Thẩm Bồi Xuyên, chôn mặt vào lòng anh ấy rồi khóc nấc. Thẩm Bồi Xuyên cứng đờ người, sau mấy giây mới đưa tay ra ôm lấy Tang Du. Cơ thể bé bỏng của Tang Du đang run rẩy trong lòng Thẩm Bồi Xuyên, khiến cho trái tim của anh ấy như bị ai bóp nghẹt. Vì sao lúc ấy lại đi? Anh sẽ đi về với em bỗng nhiên không thấy em đâu hết anh còn về quê tìm em nhưng vẫn không tìm được anh rất lo tăng du nghe thế thì ngẩng đầu anh đi về quê em thẩm bồi xuyên gật đầu nhưng sao anh biết được quê của em ở đâu tăng du mở to đôi mắt ướt sũng vì khóc của mình nhìn vào thẩm bồi xuyên quên anh làm nghề gì rồi à cha địa chỉ của em thì có gì là khó tăng du ngớ ra đúng rồi mẹ mình từng có án kiện nếu như anh ấy muốn biết thì chỉ cần cha là ra nếu như anh ở bên em thì có ảnh hưởng gì không không Tăng Du còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Bồi Xuyên ngắt lời. Em không có trợ giúp gì được cho sự nghiệp của anh, không hề có gia cảnh hiển hách, cũng không có ô dù, chỉ có bản thân em mà thôi. Tăng Du nói với vẻ buồn bã. Đúng là Thẩm Bồi Xuyên có rất nhiều hoài bão nhưng anh ấy không thích dựa vào người khác. Em không tin anh à? Thẩm Bồi Xuyên xoa đầu cô ấy, vẫn còn nhỏ mà nghĩ nhiều như thế không mệt à? Tang Du gật đầu, em tin anh. Tang Du nói hết lời trong lòng mình ra thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, sau một lát thì Tang Du làm xong cơm. Bữa cơm đơn giản chỉ có ớt xanh xào khoai tây, đậu cô ve rán và một món củ cải trắng chua cay nữa thôi. Củ cải trắng là do bà nội của một học sinh ngâm rồi tặng cho Tang Du. Cô ấy còn luộc bắp sữa. Anh nếm thử cái này đi, mềm lắm. Tang Du đưa cho Thẩm Bồi Xuyên một trái bắp sữa. Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy, nhưng không ăn mà nhìn chằm chằm vào Tang Du và nói với một giọng rất nghiêm túc, anh có một chuyện muốn nói với em. Chương 682, chúng ta chỉ có một chiếc giường, Tang Du ngẩng đầu, nhìn vẻ nghiêm túc của Thẩm Bồi Xuyên thì trong lòng cô ấy nhanh chóng cảm thấy hồi hộp. Cô ấy rè rặt lên tiếng, có chuyện gì sao? Thẩm Bồi Xuyên cũng không định sẽ giấu cô ấy bất kỳ chuyện gì, anh đồng ý sẽ qua lại với Nhã Hinh. Sau đó lại vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng anh không thích cô ấy. Tang Du cụp mắt, nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng, lạnh lùng hỏi, vậy anh muốn nói với em điều gì? Thẩm Bồi Xuyên bỏ trái bắp trong tay xuống, đưa tay nắm lấy tay Tang Du, nhìn cô nói, anh không định sẽ giấu em chuyện gì cả hai ngày nữa khi quay về anh sẽ xử lý, chờ sau khi anh xử lý xong tất cả mọi chuyện thì sẽ đón em về. Anh hy vọng em có thể tiếp tục đi học, chờ tới khi em đạt tới một trình độ nhất định, thì em có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Để vào được một trường đại học tốt như thế cũng không dễ dàng gì. Biết bao nhiêu người muốn mà không được, em nên quý trọng. Lần này anh ấy đi, anh ấy không muốn đưa Tang Du theo cùng. Sợ mình không giải quyết tốt thì Tống Nhã Hinh sẽ giận cá chém thớt lên cô ấy. Vì thế anh ấy muốn sau khi anh ấy giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thì mới đón cô về. Khoảng thời gian này cô ấy ở đây sẽ an toàn hơn và cũng sẽ tốt cho cô ấy hơn. Tăng Du buông đôi đũa trong tay xuống, đi vòng qua bên kia, ngồi vào lòng anh ấy, hai tay ôm lấy cổ anh ấy, em nghe anh hết. Thẩm Bồi Xuyên đã thẳng thắn như thế, khiến cô ấy cảm thấy rất ấm áp, muốn quý trọng anh ấy nhiều hơn. Cô ấy ôm anh ấy càng chặt hơn, sau này anh sẽ là người thân nhất của em. Thẩm Bồi Xuyên đưa tay lên, bàn tay dơ lên không trung một lúc mới đặt xuống lưng cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, cầm tang du đặt ở hõm vai anh ấy, nói nhỏ vào tai anh ấy, em thích anh quá thì phải làm sao đây? Lúc cô nói chuyện, hơi nóng phả vào tai anh ấy, cơ thể thẩm bồi xuyên nhanh chóng có cảm giác, vị trí này không phải chỉ là nơi nhạy cảm của phụ nữ mà đàn ông cũng thế. Anh ấy ngồi im không nhúc nhích. Tang du cảm thấy anh ấy có gì đó không ổn, nhẹ giọng hỏi, có phải em đụng vào vết thương của anh không? Thẩm bồi xuyên trầm giọng nói, không phải. Tang du bừng tỉnh, thế thì chắc hẳn là anh đang đói. Khi cô buông tay đứng dậy thì mới phát hiện mặt anh ấy có hơi ửng đỏ, giống như say rượu vậy. Anh Tăng Du vốn định hỏi rằng có phải anh ấy thấy không thoải mái ở đây không, nếu không làm sao mặt anh ấy lại đỏ như thế chứ? Nhưng lúc này cô ấy phát hiện cả người anh ấy đang cứng đờ ra, hình như là bởi vì vừa rồi cô ấy ngồi quá sát. Cô ấy nghĩ vậy thì muốn bật cười. Người đàn ông này cũng đã hơn 30 rồi, sao lại ngây thơ như thế chứ? Cô cố ý ôm anh ấy càng chặt hơn, ngực cô ấy dán sát vào người anh ấy, nhịn cười hỏi anh ấy chúng ta chỉ có một chiếc giường mà thôi, tối làm sao ngủ đây anh? Sự mềm mại này khiến miệng lưỡi anh khô nóng, không giơ tay lên nữa, thấp giọng nói, anh sẽ ngủ dưới đất. Tang Du cố ý trêu anh ấy, nói, chế đất lạnh lắm, không tốt cho cơ thể đâu. Thẩm Bùi Xuyên cong môi không nói. Anh ấy có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều truyền xuống nơi nào đó, khiến nơi đó sắp nổ tung rồi. Nhưng anh ấy cũng không làm bất cứ hành động nào quá đáng, Tang Du, em xuống ăn cơm đi. Tang Du không xuống, ngược lại còn dán chặt vào người anh ấy hơn em muốn ôm anh anh không thích em ôm anh sao yết hầu thẩm bồi xuyên khẽ động anh thích nhưng em còn nhỏ em không còn nhỏ nữa em đã trưởng thành rồi tăng du hôn nhẹ lên cổ anh ấy cô ấy phát hiện ra rằng mình vô cùng thích anh ấy bên ngoài anh ấy không phải là một người chính trực nhưng bên trong lại là một chính nhân quân tử nếu đổi lại là người đàn ông khác thì đã không kìm chế nổi từ lâu rồi không phải cô ấy tự tin vào sức quyến rũ của mình nhưng nếu dâng tới tận miệng thế này thì có biết bao người đàn ông có thể kiềm chế được chứ?" Thẩm bồi Xuyên nhắm mắt lại, dùng hết sức để kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình. Tang Du càng ôm anh ấy chặt hơn, "Anh vẫn chưa trả lời em, buổi tối chúng ta sẽ ngủ thế nào đây? Chúng ta chỉ có một chiếc giường không lớn lắm, nhưng chế đất lại quá lạnh, ngủ dưới đất sẽ không tốt cho cơ thể. Anh không thể ngủ dưới đất được, anh có muốn ngủ cùng em không?" Chương 683: Tôi nuôi được. Thẩm Bùi Xuyên thở dốc, "Em cứ yên tâm đi, trước khi kết hôn thì anh sẽ không làm tổn thương đến em đâu." nếu có ngủ chung giường thì anh ấy cũng sẽ không động vào cô ấy trong lòng anh ấy cũng có áp lực của riêng mình vẫn luôn cảm thấy tăng du còn nhỏ nếu anh ấy làm gì xâm phạm đến cô ấy thì sẽ là một tội ác tăng du cũng không trêu anh ấy nữa một người đàn ông như thế rất khó có được cô ấy phải biết trân trọng cô ấy nhanh chóng đứng dậy khỏi người thẩm bồi xuyên trở lại ngồi đối diện anh ấy gấp thức ăn cho anh ấy anh thích ăn cái gì sau này em sẽ làm cho anh ăn thẩm bồi xuyên nhanh chóng có cảm giác như được về nhà Độc thân lâu như thế, bỗng nhiên có một người quan tâm mình, khiến anh ấy cảm thấy mình phải trân trọng cô ấy nhiều hơn. Anh ấy gấp một biết khoai tây mà Tang Du đã gấp cho mình. Sau khi dùng cơm xong, Tang Du nhanh chóng thu dọn bát đũa, "Nếu anh không ngủ được thì ra ngoài kia ngồi một chút đi." Thẩm Bồi Xuyên lắc đầu, anh theo xem cô rửa chén. Tang Du nhìn anh ấy một cái, "Rửa chén thì có gì để nhìn đâu? Anh muốn học một chút, sau này sẽ làm giúp em." Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc nói. Tang Du cười cô tăng cô tăng ơi lư khả khả ôm một quả dưa hấu tới ông nội cháu nói là mang qua cho cô ăn nhưng khi nhìn thấy thẩm bồi xuyên lại bổ sung thêm hai người ăn chung tăng du bỏ chén xuống rửa tay sạch sau đó ra nhận lấy quả dưa hấu bỏ lên bàn cảm ơn ông nội cháu giúp cô nhé ông nội cháu nói là không cần cảm ơn ông nội nói cô tăng là người tốt cô cũng cho cháu rất nhiều đồ dùng học tập tốt quả dưa hấu này cũng không làm gì cả lư khả khả cười nói vui vẻ lúc cô bé tuét miệng cười thì để lộ hàm răng trắng sáng, thế cháu về đi, không quấy rầy cô Tăng nữa. Nói xong, cô bé nhanh chân chạy đi. Tăng Du nhìn quả dưa hấu chê bàn, ánh mắt tối sầm lại, em thật sự không bỏ được bọn họ. Cô ấy lo rằng sau khi cô đi thì không ai dạy bọn trẻ học nữa. Vương ổn cũng không ở đây lâu, bởi vì điều kiện ở đây không tốt, không ai muốn tới đây dạy học. Cô ấy thật sự rất lo cho tương lai của những đứa trẻ này, bọn trẻ ngây thơ như thế, lại hiền lành, đáng ra phải có một tương lai thật tốt, và học chính là con đường duy nhất. Thẩm bồi xuyên đưa tay sờ mặt cô ấy, biết cô ấy đang nghĩ điều gì, bè nói, cứ giao cho anh. Tăng Du ngẩng đầu, mở to mắt hỏi anh, anh có cách gì sao? Thẩm bồi xuyên ử nhẹ. Anh thật tốt. Tăng Du nhón chân lên ôm lấy cổ anh ấy, hôn lên mặt anh ấy một cái. Sau khi hôn xong lại nhanh chóng buông ra, tiếp tục rửa chén. Cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thẩm bồi Xuyên đứng ngây tại chỗ, giống như đang thưởng thức nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Tang Du bỏ quả dưa hấu vào thùng nước giếng, nước giếng rất lạnh, có thể làm lạnh dưa hấu, đợi một lúc nữa hãy ăn. Nói xong cô ấy ngẩng đầu nhìn anh ấy, "Em muốn đi tắm." Thẩm Bùi Xuyên nói ngay, "Thế anh sẽ ra ngoài." Nói xong, anh ấy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tang Du đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiện lên ý cười. Thẩm Bùi Xuyên ngồi xuống phiến đá dưới tán cây có gió nhảy nhẹ thoáng qua vì thế không cảm thấy oi bức trong lòng anh đang nghĩ mình nên nói thế nào với tống nhã hinh nói thế nào mới không làm tổn thương tống nhã hinh dù sao thì anh cũng là người lật lọng tôi có thể ngồi đây không vương ổn đi tới thẩm bồi xuyên ngẩng đầu nhìn anh ta anh ngồi đi vương ổn ngồi xuống phiến đá bên cạnh anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao hỏi anh sẽ ở cùng cô ấy sao thẩm bồi xuyên ừ nhẹ vương ổn cảm thấy có chút mất mát nếu anh không xuất hiện thì tốt biết bao có như thế thì cô ấy mới chấp nhận tôi cô ấy là cô gái đầu tiên mà tôi thích thẩm bồi xuyên không nói gì thế thì cuộc đối thoại như thế thật sự không có ý nghĩa anh xuất hiện còn hiểu rõ lòng mình anh làm nghề gì sau này có thể chăm sóc tốt cho cô ấy không vương ổn bỗng nhiên lo lắng về việc sau này tăng du ở chung với thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên tò mò hỏi ngược lại tại sao anh lại muốn biết chuyện này anh nói công việc của tôi không ổn không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt thế anh có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt sao vương ổn lên tiếng với vẻ hơi khó chịu anh ấy nói mình thì bây giờ mình cũng có thể nói lại được thẩm bồi xuyên cảm thấy anh ta giống như một đứa bé lớn sắc ngây thời tôi không thể bảo đảm sẽ cho cô ấy một cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng nếu nuôi cô ấy thì tôi có thể nuôi được anh lừa tôi sao chữ nuôi này phạm vi rất lớn miễn cưỡng có một bữa cơm cũng được xem là nuôi nếu anh không thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc hơn thì cũng có khác gì tôi đâu anh không muốn nói nghề nghiệp của mình là vì anh không thể nắm chắc được nó không lời nói của vương ổn càng lúc càng sắc bén trong lòng anh ta không thoải mái vì thế chút hết lên người thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn anh ta vừa chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên cửa phòng mở ra tang du đang mặc một bộ quần áo ngủ rộng bước ra cô ấy vừa mới gội đầu không sấy khô nên vẫn còn rất ước lúc cô ấy đứng trong phòng đã nghe được lời nói của vương ổn cô ấy không thích người khác chất vấn thẩm bồi xuyên như thế. Anh ấy là phó cục trưởng cục công an, anh thấy thân phận này đủ chưa? Tang Du lạnh lùng nói. Cô tôn trọng vương ổn, cũng coi anh ta là bạn, nhưng mà anh ta nói thẩm bồi xuyên như vậy là không được. Đừng nói tới thẩm bồi xuyên là người có thân phận, cho dù không có, cô cũng không cho phép người khác nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Ở trong mắt cô, thẩm bồi xuyên cái gì cũng là tốt nhất. Chương 684, anh nói cũng đúng, vương ổn sững sờ nhìn tăng du anh ta không nghĩ cô sẽ phản ứng lớn như vậy anh anh cũng không có ý gì khác anh chỉ là sợ em ở cùng anh ta sẽ không được hạnh phúc vậy anh cảm thấy chỉ cần có tiền sẽ hạnh phúc sao nghe vậy tăng du sắc bén hỏi lại vương ổn có chút oan ức giải thích rõ ràng là thẩm tiên sinh nói không có công việc sẽ không thể cho em một cuộc sống tốt cho nên anh mới hỏi anh ta ngay cả anh thẩm anh ta cũng không gọi có lẽ anh ta cảm thấy là thẩm bồi xuyên đã cướp cơ hội của mình nếu như không có anh ta nhất định anh sẽ còn cơ hội. Tang Du nhìn về phía Thẩm Bồi Xuyên, giống như đang hỏi, anh nói sao? Thẩm Bồi Xuyên hỏi nhẹ, dám làm mà không dám nhận không phải tác phong của anh, là anh nói. Nghe vậy Tăng Du kéo lấy cánh tay anh, anh nói cũng đúng. Vương ổn. Anh ta trợn tròn mắt, đây là đạo lý gì? Tăng Du, em không công bằng, tại sao anh ta thì nói đúng mà anh nói không đúng? Em thiên vị. Anh ấy là bạn trai tôi, anh ấy ra sao tôi đều thích, cho dù là sai tôi cũng thấy đúng điều này có vấn đề gì sao? Tăng Du biết mình như vậy là không công bằng nhưng cô muốn bao che cho người đàn ông này, bởi vì đây là người đàn ông của cô, cô thích anh, muốn dành hết tình yêu cho anh. Tăng Du em thay đổi rồi, em vốn không phải người không biết nói đạo lý như vậy. Vương Ổn đột nhiên phát hiện dường như anh không hề quen biết cô nữa rồi. Thường ngày cô chính là cô gái dịu dàng, hơn nữa còn là một cô gái rất đáng yêu, tại sao đột nhiên cô lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ yêu một người chính là sẽ không có đạo lý như vậy? Cho dù em có thích anh ta đi nữa thì em cũng không thể đánh mất chính mình. Thời gian lâu dần anh ta sẽ xem thường em sau đó sẽ không yêu em nữa, rồi vứt bỏ em. Vương ổn lo lắng sau này Tăng Du sẽ bị tổn thương, tình yêu của cô rất nhỏ bé, tương lai lâu dài sẽ bị thẩm bồi xuyên xem thường. Tăng Du cúi đầu cầm lấy tay thẩm bồi xuyên đan 10 ngón tay vào nhau, cô biết thẩm bồi xuyên không phải loại người không có trách nhiệm như vây, cô tin tưởng anh, cũng tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Nếu không thích tôi sẽ không bỏ ra bất cứ thứ gì nhưng yêu thì tôi sẽ bỏ ra tất cả. coi như sau này là tôi có nhìn lầm người, bị tổn thương, tôi cũng sẽ chấp nhận. Tang Du ngẩng đầu nhìn thẩm Bồi xuyên nhưng lời nói là với Vương ổn. Vương ổn không thể hiểu được suy nghĩ của cô, tại sao lại không chuẩn bị trước khi chuyện chưa xảy ra? Tại sao nhất định phải toàn tâm toàn ý đi vào một con đường đầy khó khăn? Nhất định không chịu để cho bản thân một con đường lui. thật ngốc, người ta đều nói đàn bà khi yêu chỉ số thông minh đều là số không. bây giờ anh đã tin. nói xong quay đầu bước đi nhưng đi được hai bước lại dừng lại quay đầu nhìn thẩm bồi xuyên cảnh cáo nhất định phải đối tốt với cô ấy nếu anh không đối xử tốt với cô ấy tôi nhất định sẽ không khách khí với anh không cần biết anh là ai tôi nhất định sẽ đánh anh nói xong anh ta bước đi thẩm bồi xuyên nói to tôi sẽ không để cho anh có cơ hội đánh tôi vương ổn dừng chân nhưng không quay đầu lại cũng không nói gì sau đó lần nữa bước đi bóng lưng cô đơn dần dần biến mất trong bóng đêm tăng du thở dài một cái cũng không biết sau này em có hối hận không cự tuyệt một người quan tâm mình như vậy chân mày thẩm bồi xuyên nhíu lại nghiêng đầu nhìn cô hỏi hối hận tăng du dở vờ nghiêm túc có chút nghe vậy thẩm bồi xuyên mím môi lại trong lòng rất không thoải mái anh không đáng tin như vậy sao nhờ ánh trăng tăng du nhìn anh lại phát hiện anh đã hoàn toàn tin là thật cô thở dài một cái anh thật không biết đùa gì cả em cũng hối hận đã yêu anh nói xong buông tay anh ra xoay người vào phòng thẩm bồi xuyên đuổi theo nắm lấy cổ tay cô đem cả người cô ôm vào lòng lời em đã nói sao có thể hối hận em không thể làm người không giữ lời. Tang Du bị anh ôm rất chặt, ngực bị siết chặt đến sắp không thở nổi, hai chân gần như đã cách khỏi mặt đất, cô ngẩng đầu cố ý đưa môi đến gần cầm anh, nếu em hối hận anh có thể làm gì được em. Chương 685, anh nóng sao? Trong mắt thẩm bồi xuyên sâu thẳm như cái giếng không đáy không chớp nhìn cô gái trước mặt, gò má cô trắng nõn, đôi mắt trong suốt lại để lộ sự thành thục không hợp với tuổi tác, đáy mắt kiên cường làm người ta phải đau lòng, anh ta làm sao có thể miễn cưỡng cô được chứ? anh dần thu hồi lực chê tay lại nhưng cánh tay nhỏ của tăng du lại quấn lấy cổ anh đưa môi tới gần sâu đậm hôn cánh môi anh ánh mắt thẩm bồi xuyên tràn đầy kinh ngạc nụ hôn này đến quá bất ngờ làm anh đột nhiên quên đáp trả hoặc là cũng không biết làm sao đáp lại tăng du cũng không hề nổi giận vì anh không đáp lại ngược lại càng hôn sâu hơn cô thích anh như vậy có chút đần có chút ngu còn có chút đơn thuần nữa có thể do tăng du hôn quá sâu quá nhiệt tình làm người đàn ông đần độn như thẩm bồi xuyên có chút nóng cũng có chút động lòng anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tăng Du không thành thạo hôn cố gắng đáp lại. Sau hồi lâu, Tăng Du chủ động buông anh ra, cánh môi cô như hoa anh đào đỏ trong xương, ẩm ướt lại đỏ thẫm, cô chớp mắt giọng nói khàn khàn, "Em làm sao có thể hối hận, em thích anh như vậy, là tại anh ngốc em nói gì anh cũng tin thật, em chỉ gạt anh thôi, em không hối hận vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận." Thẩm Bồi Xuyên nhìn khuôn mặt vừa nhiệt tình vừa chân thành của cô trong lòng giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tê dại khẽ run trái tim giống như không phải của anh, không chịu sự khống chế của anh, không có tiết tấu cũng không có quy luật đập thình thịch. Anh chớp mắt thấp giọng nói, Tăng Du, anh nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của em, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Tăng Du vốn tưởng rằng anh sẽ có vẻ mặt tỏ tình, cho dù là không có cũng nên bày tỏ một chút tình yêu của anh, nhưng mà, anh lại trịnh trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cô. Cô hít hít mũi, em đã chuẩn bị muốn khóc, nhưng mà anh lại để cho em muốn cười. Mặt thẩm bồi xuyên rất nghiêm túc, anh nói không đúng sao, trong lòng anh suy nghĩ là câu nào sai rồi. Tang Du lắc đầu nói, em đâu nói sai đâu, anh nói rất hay, cũng rất tốt, làm em rất cảm động. Thẩm Bùi Xuyên nhăn mày, rõ ràng em muốn cười, chỗ nào giống cảm động em nghĩ anh ngốc sao? Không có, em đâu thấy anh ngốc, chẳng qua là em thấy anh không quá thông minh mà thôi. Nói xong Tang Du chạy thẳng vào phòng sau đó lên giường lấy chăn quấn quanh người. Thẩm Bùi Xuyên nhìn cô, như một ngọn núi nhỏ trên giường đôi môi chậm rãi dâng lên lộ, ra một nụ cười yếu ớt, anh không nhanh không chậm đi tới, ngồi ở mép giường, sau đó đưa tay vén chăn của cô làm tăng du, lộ ra cái đầu nhỏ chớp mắt nhìn anh. Thẩm bồi xuyên xoa nhẹ gỏ má cô, cô chỉ vừa mới lớn vẫn còn chút non nớt, giống như đóa hoa sắp nở rộ kiều mị mà mê người. Trái tim của anh lần nữa rung động, hạ nửa người xuống hôn lên chán cô, hôn xong anh không lập tức rời đi mà nhắm mắt, lại ngửi mùi hương trên người cô mùi dầu gội đầu thoang thoảng làm anh có chút không thể bỏ, được. Anh nói, Tang Du ừ Tang Du nhẹ nhàng đáp. Thẩm bồi Xuyên ngồi thẳng dậy nói, đi ngủ. Tang Du dịch người vào trong, nhường một chỗ cho anh, chúng ta mỗi người ngủ một bên. Thẩm bồi Xuyên nằm xuống đối diện với cô. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào phòng hiện ra ánh sáng nhu hòa, Tang Du hỏi anh, anh nóng sao? Thẩm Bùi Xuyên gật đầu, nóng. Không phải sự nóng trong không khí, mà là cái nóng trong máu, sự nóng bỏng của cơ thể người đàn ông hướng về người phụ nữ, Tang Du đứng lên, bật lên một chiếc quạt máy mini để chê bàn, quay về hướng Thẩm Bồi Xuyên, sau đó nằm lại lên giường, hỏi, còn nóng không? Thẩm Bồi Xuyên lắc đầu, không nóng. Tang Du gối tay nằm xuống cùng hắn đối mặt, mấy ngày nữa cùng em trở về. Thẩm Bồi Xuyên không chút nghĩ ngợi đáp, được. Đồng ý nhanh như vậy, không suy nghĩ lại một chút sao? Tang Du nhẹ nhàng nháy mắt. Thẩm Bồi Xuyên nói, không cần phải suy nghĩ. Tang Du cười, cầm lấy cánh tay anh thả ra, gối dưới đầu mình, anh ôm em đi ngủ. Thẩm Bồi Xuyên ngẩn người bất động, không nhúc nhích, đối với tình cảm của mình anh có chút chậm chạp, nhưng anh là một người nghiêm túc, khoảng cách gần như vậy, khó tránh việc không khống chế được phản ứng sinh lý. Tang Du biết hắn băn khoăn cái gì, anh như vậy càng có phần mê hoặc, cô cười mỉm, "Sợ em quyến rũ anh sao?" Thẩm Bồi Xuyên không phản ứng kịp, trong lòng một mực nói, "Em ấy còn nhỏ, em ấy còn nhỏ, cho nên phản ứng chậm, cái gì? Không có gì, ngủ đi." Tang Du không có nằm sát ngực anh mặc dù gối tay anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau một chút. Cô không ghét bỏ chuyện thẩm bồi xuyên trước ăn cơm trước kẻng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị xong. Một đêm này rất yên bình, hai người dù nhắm hai mắt lại, cũng phải đến nửa đêm mới ngủ được. Buổi sáng tăng du thức trước tiên, thẩm bồi xuyên đồng ý với cô rất nhiều ngày là sẽ ở bên cô. Cô chuẩn bị ăn sáng xong thì đi gặp hiệu trưởng nói một tiếng, hôm nay không đi học, cùng thẩm bồi xuyên đi ra ngoài một chuyến, mua cho hắn chút quần áo, Nước dưa hấu ngày hôm qua quên uống, cô lấy ra để lên bàn. Vo gạo nấu cháo. Lần trước Vương Hạo Nam cho cô trứng gà, còn nữa, đồ ăn trong nhà phần lớn đều là của nhóm học sinh đưa tới. Đều do nhà mình trồng, nhà mình nuôi gà đẻ trứng, thuần thiên nhiên trong sạch không độc hại. Thẩm Bồi Xuyên bị thương, dán cho anh hai cái trứng gà. Đợi một hồi đi ra ngoài mua cho anh một chút đồ dinh dưỡng. Sống một mình lâu như vậy, việc nhà làm rất tốt, nấu cơm này nọ vẫn có thể ăn được. Cô đi ra ngoài rót nước, bắt gặp một người, cô sững sờ tại chỗ. Chương 686, da dày thịt thô. Hiệu trưởng trong tay xách một con gà sống, cười ha hả nói, "Bạn cháu không phải bị thương sao? Chú nghĩ rằng chúng ta nơi này cũng không có đồ gì tốt, cho nên chú mới bắt một con gà tới, đem cho bạn của cháu tầm bổ cơ thể." Tang Du sớm có thói quen với việc người trong thôn rất nhiệt tình, nhưng mà sáng sớm đã đem một con gà sống đến, cô vẫn có chút kinh ngạc, "Sao chú không giữ lại cho con trai của chú đi?" hiệu trưởng có một cậu con trai sống ở thành phố khác cưới dâu ở bản xứ con dâu đang mang thai sắp sinh nở ông nuôi gà chuẩn bị để cho con trai mang đi cho con dâu trong thời gian ở cữ còn nhiều con lắm đâu chỉ mỗi con này cho cháu đó đem đi hầm hết đi hiệu trưởng đưa tới tăng du căn bản không dám giết một sinh vật còn sống cô sao có thể xuống tay được tấm lòng của chú cháu nhận nhưng mà gà của chú thì cháu không lấy và lại bạn cháu ra thô thịt dày không cần bổ chú đem về đi Tang Du trong lòng nghĩ, nếu Thầm Bồi Xuyên muốn ăn, vậy cô đi mua con nào bị giết rồi, tự tay làm quá đáng sợ. Cô chắc không ăn nổi đâu. Không nhìn thấy một sinh vật đang sống sờ sờ trước mắt mà bị giết, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Chú đã mang tới, nào có cái chuyện đem về. Ông đem sợi dây trói chân gà vào một cục gạch, đặt ở bên cạnh cửa. Hiệu trưởng cũng đã nói đến như vậy, Tang Du cũng không thể nào từ chối được nữa, đây là tỏ ra không thích thành ý của người khác. Vậy cháu cảm ơn chú. Tang Du thành khẩn nói. Cái này thì có gì mà cảm ơn, cháu chẳng phải cũng giúp cháu nhiều thứ lắm sao? Hiệu trưởng vỗ tay phủi bụi chê tay, vừa định đi, chợt nhớ ra cái gì đó. Cháu cũng đừng gấp gáp mà đi dạy, chăm sóc cho tốt người bạn của cháu đã. Tang Du cười nói, cháu cũng đang tính nói với chú. Hôm nay cháu không dạy cho bọn trẻ được, chờ thêm hai ngày nữa rồi bù giờ học. Hiệu trưởng khoát tay, không vội, không phải còn chú với vương ổn sao. Nói xong hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi ra, Tăng Du nhìn con gà ở cạnh cửa, chân mày nhíu lại, không biết làm gì với nó mới phải. Cô đi vào phòng, ngồi ở mép giường muốn nhìn thẩm bồi xuyên đã tỉnh chưa, phát hiện chân mày anh nhíu chặt, phức tạp nhìn mình. Tăng Du đầu óc mơ hồ, đưa tay sờ mặt mình một cái, hỏi, chê mặt em dính lọ sao? Anh sao vậy? Sáng sớm cho mày, ai thiếu tiền anh à? Thẩm bồi xuyên ngồi dậy, chăm chú nhìn cô, hỏi, em chê anh già sao? Tăng Du cảm thấy anh có bệnh, còn bệnh không nhẹ, cô đã tỏ thái độ như thế còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn hỏi? Muốn em đưa ra chứng cứ sao? Thẩm bồi xuyên dậy sớm, chẳng qua anh không đi ra, Tang Du nói anh ra thô thịt dày, hẳn trong lòng cô đang chê tuổi của anh. Anh đưa tay sờ mặt mình, mặc dù không trắng bằng cô, nhưng da của anh cũng đâu có thô ráp. Anh tốt số quá, sáng sớm đã có người mang gà đến cho anh ăn. Tang Du kéo kéo chăn, dậy đi. Thẩm bồi xuyên nắm chăn, không để cho cô kéo, chờ một chút, Tăng Du, có ý gì, cô giơ tay sờ chán anh, đâu có nóng, nhức đầu chăng. Thẩm bồi xuyên bỏ qua ánh mắt của cô, dùng sức xoa xoa mặt, trước kia, bận rộn đến mức không có thời gian cho chuyện nam nữ. Bây giờ rảnh rỗi, anh phát hiện tinh lực của mình vậy mà dư thừa như vậy. Anh có thể khống chế lý trí của mình, nhưng không có cách nào kìm hãm được sinh lý đặc thù của cơ thể. Thẩm bồi xuyên kéo chăn, là do anh không muốn để cho Tăng Du thấy cái nơi kia sáng sớm đã dựng lều. Tang Du cũng không biết đàn ông buổi sáng sẽ không khống chế được mà có phản ứng sinh lý. Cô chớp mắt, hỏi: "Anh thấy chỗ nào không thoải mái sao?" Thẩm Bùi Xuyên lắc đầu, anh thấy mình rất không có mặt mũi, còn sợ dọa đến Tang Du. Dù sao cô cũng không lớn, cũng chưa từng có bạn trai. Đợi một lúc lâu, anh mới xuống giường. Tang Du quái dị nhìn anh, không xác định hỏi: "Anh thật sự không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện không?" Cô lo lắng cho vết thương của Thẩm Bồi Xuyên mặc dù bác sĩ nói vết thương không có gì đáng ngại, nhưng cô vẫn sợ để lại di chứng. Chương 687 tôi chính là anh ta. Tang Du hỏi chắc chắn, anh thật không sao đúng không? Đối mặt với sự quan tâm của Tang Du, Thẩm Bồi Xuyên chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Thẩm Bồi Xuyên uống ly nước lạnh trên bàn, thật sự không sao. Tang Du lúc này mới có chút yên tâm, cô nhớ ra trong nhà còn dư một cái bàn trải, tìm ra đưa cho Thẩm Bồi Xuyên, anh dùng cốc của em đi. Nói xong cô đi ra ngoài để cho thẩm bồi xuyên rửa mặt cô đem trứng gà rán lên lúc này cháo cũng nấu xong lúc ăn tăng du hỏi anh muốn ăn gà không thẩm bồi xuyên tăng du chu chu miệng chỉ hướng cửa ra hiệu cho hắn nhìn thấy con gà cục cục kia hiệu trưởng đưa tới cho anh ăn họ đối với anh tốt nhỉ tối hôm qua thì có người đưa dưa hấu sáng hôm nay thì có người đưa gà thẩm bồi xuyên biết bọn họ sẽ mang đồ tới tất cả đều là nể mặt tăng du anh nhìn ánh mắt của tăng du càng ngày càng đỏ lên Cô gái này rất hiền lành, thật lòng đối xử với mọi người thì sẽ được đối xử thật lòng lại, huống hồ người ở đây giản dị, không có lục đục với nhau. Ăn cơm xong, Tang Du và Thẩm Bồi Xuyên đi một chuyến xuống thị trấn, mua một vài dụng cụ sinh hoạt với cả quần áo cho Thẩm Bồi Xuyên thay. Bởi vì quần áo mà Thẩm Bồi Xuyên mặc là của Vương Ổn, Tang Du dựa vào ca cỡ mà mua cho Vương Ổn một bộ mới. Cô không thích Thẩm Bồi Xuyên nợ ân tình của anh ta, mặc dù không phải chuyện lớn gì, nhưng vẫn phải trả. Bọn họ trở về từ thị trấn. Cất đồ dùng đã mua vào trong nhà xong thì đi đến trường học, Tang Du còn mua dụng cụ học tập cho các em học sinh, cô mang tới rồi phát cho bọn trẻ. Vừa hay Vương Ổn cũng ở đó, Tang Du liền đưa quần áo cho anh ta, "Cảm ơn quần áo của anh." Vương Ổn không nhận, "Một bộ quần áo thôi mà, không đáng tiền, không cần trả." "Cần phải trả." Tang Du lại đưa tay về phía trước, "Mặc dù tôi không giàu, nhưng tôi không thích nợ người khác, bạn trai của tôi cũng thế." Tang Du là người rạch ròi, nếu Vương Ổn không thích cô cũng không chứng minh thì có lẽ cô sẽ dùng cách khác trả lại phần ân tình này nhưng mà anh ta thích cô cô nhất định phải làm cho anh ta hết hy vọng không thể để thẩm bồi xuyên thiếu nợ người khác vương ổn nhận lấy suy nghĩ vì bạn trai như vậy sao em dùng tiền mua à tăng du kéo cánh tay thẩm bồi xuyên anh ấy là bạn trai của tôi của tôi chính là của anh ấy nếu vương ổn không biết thân phận của thẩm bồi xuyên nhất định sẽ nói một câu tên đàn ông không biết xấu hổ bám váy phụ nữ nhưng mà người ta có thân phận cho dù anh ta có tốt nghiệp đại học cũng chưa chắc giỏi bằng người ta. Anh ta không thể không nhận hèn, cầm quần áo anh lên lớp đấy. Tang Du gật đầu. "Đưa túi cho em." Cô đưa tay muốn cầm lấy cái túi đựng đồ dùng học sinh mà mình đã mua cho các em nhỏ mà Thẩm Bồi Xuyên vẫn luôn mang theo. Thẩm Bồi Xuyên không đưa cho cô, nói, "Anh và em cùng vào." Tang Du cười hỏi, "Anh thích trẻ con à?" Thẩm Bồi Xuyên không biết, dù sao anh rất thích hai đứa nhỏ ở nhà Tông Cảnh Hạo, những đứa trẻ khác thì anh chưa tiếp xúc cho nên không xác định được. Tang Du cười, em thích lắm. Nếu sau này mà em có con thì em sẽ cho nó tất cả những gì em có, yêu thương nó, để nó luôn được hạnh phúc. Thẩm Bồi Xuyên biết cô thiếu tình yêu thương từ gia đình, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khổ cực, anh đưa tay vuốt tóc cô. Em vẫn còn là một đứa trẻ. Tang Du trừng mắt nhìn anh, anh mới là trẻ con ấy. Nói xong thì sải bước về phía lớp học. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười rồi đi theo sau cô. Tang Du lấy túi qua, bỏ hết đồ dùng trong đó ra, mọi người tò mò nhìn đồ trong túi sau đó lập tức nhào tới. Cũng không phải thứ đồ to tát gì, chỉ là mấy món đồ nhỏ nhặt, tẩy hình hoa quả, những cuốn vở màu hồng mà bé gái thích, gọt bút chỉ hình ô tô, và một vài món khác nữa. Dù là như vậy, đều làm cho lũ trẻ vui phát điên. Một đứa trẻ không có mẹ, ôm lấy tăng du khóc hu hu, cô bé chưa từng được thấy dáng vẻ của mẹ như thế nào, nghe nói là một người phụ nữ ở vùng khác. Đi theo bố của cô bé về nhà, nhưng chê nhà nghèo, cho nên đẻ cô bé xong là bỏ đi rồi. Bố ra ngoài làm công, để cô bé cho ông bà nội nuôi dưỡng. Ông bà nội lớn tuổi, năng lực có hạn, từ nhỏ cô bé đã không được mặc những bộ đồ sạch sẽ. Lần đầu tiên Tăng Du nhìn thấy cô bé, bộ quần áo trên người bé bẩn đến không nhìn rõ màu sắc, tóc cũng không chảy rối tùm lum. Tăng Du đưa cô bé về nhà mình, chải đầu tắm rửa cho cô bé, cố gắng giặt sạch quần áo cho cô bé. Lần đó, cô cố ý mua một chiếc váy mới cho cô bé không có mẹ này. Bình thường cô bé chưa từng được mặc quần áo mới, quần áo đều là người ta mặc chật rồi mới cho cô bé dùng lúc nhìn thấy chiếc váy mới, vừa tủi thân vừa xúc động. Tủi thân vì người mẹ đẻ ra bé lại bỏ rơi bé, xúc động vì người không phải là mẹ bé lại yêu thương cô bé như một người mẹ. Tang Du cõng cô bé chê lưng, Diệp Tử đừng khóc. Cô bé họ Diệp, tên là Diệp Huyên Huyên, nhưng mà mọi người đều gọi cô là Tiểu Diệp Tử, vì cô bé vừa gầy vừa nhỏ, 7 tuổi rồi mà nhìn chỉ cao bằng một bé 5 tuổi. Tang Du lau nước mắt cho cô bé, nhìn cô bé lại nhớ tới tuổi thơ không hạnh phúc của mình. Vì cô hiểu được cảm giác đau khổ đó, cho nên mới muốn giúp đỡ cho những bạn nhỏ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc như mình nhưng mà năng lực của cô có hạn chỉ có thể làm được những việc nhỏ bé không đáng kể thẩm bùi xuyên nói rất đúng cô chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn thì mới có thể giúp được càng nhiều cung cấp cho lũ trẻ nhiều hơn nữa cô quyết tâm khi trở về sẽ tiếp tục học xong đại học sau này mới có thể giúp đỡ lũ trẻ cô tang cô khóc sao diệp tử lau khóe mắt cho tăng du cô không khóc chỉ là tự dưng nhớ tới bản thân lúc nhỏ nên đôi mắt có hơi ấm ướt cô có nhà cũng như không không được cảm nhận tình thân chỉ có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều bị bố đánh đập và chửi rùa thẩm bồi xuyên đi qua ôm lấy bà vai cô vỗ nhẹ vào lưng cô đau lòng mà nói đừng khóc nữa vốn dĩ cô không muốn khóc nhưng mà được anh ôm như vậy giống như là có chỗ dựa vào cô không chút kiêng rè mà nhào vào trong lòng anh khóc thút thít vương hạo nam lững thững tới trễ đầu gối vẫn còn đau khuôn mặt nhỏ nhăn lại vừa vào đã thấy tăng du dúi đầu vào ngực thẩm bồi xuyên khóc liền bắt đầu chất vấn chú bắt nạt cô tang của chúng cháu a à. cháu đã nói với chú rồi đừng thấy bọn cháu nhỏ bọn cháu có thể xả giận thay cho cô giáo đấy chú có biết kiến đông sẽ có thể đánh được voi không vương hạo nam ngước đầu hùng hổ nói tăng du lau nước mắt rời khỏi ngực thẩm bồi xuyên cô không bị bắt nạt vậy sao cô lại khóc vương hạo nam hỏi cát bay vào mắt cô thôi tăng du cầm một chiếc hộp bút hình xe ô tô đưa cho cậu bé cái này cho con Vương Hạo Nam vui đến quên cả đau, vội vàng chạy ra ngoài, cầm trong tay mở ra xem, chính là hộp bút hình ô tô hai tầng mà cậu bé muốn có. Cảm ơn cô Tang. Thế là quên luôn phải báo thù cho cô Tang. Vui vẻ xong, cậu bé quay lại nhìn Tang Du, "Cô Tang, có phải cô đang yêu đương với chút này không ạ? Vừa rồi cô Tang khóc trong ngực của chú này, khóc cũng không nhất định là bị bắt nạt, cũng có thể là hạnh phúc quá mà khóc, không thì sao lại ôm người ta mà khóc chứ?" Chương 688, có người tìm cậu vẻ mặt tăng du khựng lại một chút dường như không ngờ rằng đứa trẻ còn nhỏ như thế mà đã biết hỏi câu hỏi như vậy cô ấy xoa xoa đầu đứa bé con còn nhỏ mà tư duy đã trưởng thành như vậy rồi lời còn chưa nói hết vương hạo nam đã bắt lấy tay cô ấy nắm chặt mắt lại nhìn về phía thẩm bồi xuyên chú nói xem chú với cô tăng du đang yêu nhau có phải không đối mặt với lời chất vấn của đứa nhỏ thẩm bồi xuyên thoải mái nói đúng vậy trong lòng vương hạo nam nghĩ quả nhiên thảo nào cô tăng du khóc trong vòng tay chú ấy Cậu lo lắng sau này Thẩm Bồi Xuyên sẽ đối xử không tốt với Tang Du nên hỏi, "Chú sẽ đối tốt với cô tang của chúng cháu chứ?" Tang Du cúi đầu nhìn Vương Hạo Nam, "Hạo Nam, cô tang, cô không có người thân, bọn con chính là người thân của cô, bọn con sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để bất cứ người nào xem thường, tùy tiện bắt nạt cô đâu." "Đúng vậy, đúng vậy." Những bạn học khác cũng vây lại, để Tang Du đứng sau lưng mình, cùng nhau chất vấn Thẩm Bồi Xuyên, "Chú sẽ đối xử tốt với cô tang chứ?" Tang Du vốn dĩ tâm trạng đã bình tĩnh lại bị đám nhóc làm cho cảm động rồi, cô che miệng, khóe miệng rõ ràng lộ ra ý cười, nhưng trong mắt lại ngân ngấn nước. Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, anh ấy cũng bị những đứa trẻ tốt bụng này chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn. Nhìn xem, chúng đơn thuần biết bao, tốt với ai thì sẽ tốt một cách toàn tâm toàn ý, không chút giả tạo nào. Thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế giới không gì khác chính là sự chân thành đơn thuần đó anh ấy nghiêm túc mà thành thật trả lời, chú sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chúng con nhớ kỹ rồi, nếu chú không làm được chúng con sẽ không bỏ qua cho chú. Vương Hạo Nam dẫn đầu, những đứa trẻ khác cũng phụ họa theo. Tàng Vũ vỗ vai Vương Hạo Nam, được rồi, chân của con không đau hả? Vốn dĩ là không đau nữa, đại khái cậu bé cũng quên rồi. Tang Du vừa hỏi dường như lại thấy đau lại, cậu bé ngồi chê băng ghế dài, thở dài nói, lúc đầu con nghĩ, đợi con lớn lên con sẽ cưới cô, bây giờ lại bị người khác giành trước một bước rồi, Tang Du vừa bị làm cho cảm động, lệ trong mắt vẫn còn chưa tan biến hoàn toàn lại bị lời nói của Vương Hạo Nam chọc cho cười. "Nhóc con này, cô Tang, cô sẽ kết hôn với chú này sao?" Diệp Tử chớp mắt hỏi. Tang Du nghẹn ngào, cô ấy có thể thoải mái bày tỏ tình ý của mình đối với Thẩm Bồi Xuyên, cũng có thể dùng trái tim chân thành nhất đi yêu anh ấy, nhưng mà kết hôn, đây không phải là chuyện cô ấy có thể quyết định. Hôn nhân là việc của hai người, không phải mình cô ấy tính toán, càng không thể tự mình định đoạt. Việc này tăng du đang nghĩ làm thế nào để giải thích cho những đứa trẻ hiểu chưa nghĩ ra nên nói tránh như thế nào thì thẩm bồi xuyên lại mở miệng anh ấy nhìn tăng du nghiêm túc nói chúng ta sẽ kết hôn anh ấy nói bằng giọng trịnh trọng không một chút che giấu lấp ế anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện của tống nhã hinh sau đó đưa cô ấy trở về tăng du ngẩng đầu nhìn anh ấy hai tay bất an nắm chặt vạt áo rõ ràng là nên vui mừng mới đúng nhưng lúc này lại không biết nên phản ứng lại như thế nào trong lòng vô cùng ca động cũng có chút không yên sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ lúc đi cô ấy nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa thế nhưng anh ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô hơn nữa còn cho cô ấy thứ mà cô ấy mong muốn nhất khao khát nhất mắt cô liền ngân ngấn nước che mặt lại nở nụ cười mọi người thật là đáng ghét lúc nào cũng làm em khóc thẩm bồi xuyên bước lại đưa tay lau nước mắt cho cô cứng nhắc an ủi cô em khóc anh sẽ nghĩ rằng anh nói sai gì rồi đừng khóc nữa được không Vương Hạo Nam chớp chớp mắt, cảm thấy ông chú này thật là ngốc quá đi, "Chú ơi, lúc này chú không nên ôm cô Tang một chút sao? Bờ vai của chú dùng để làm gì thế ạ?" Tang Du cúi đầu cười, cô ấy biết Thẩm Bồi Xuyên không phải là loại người giảo hoạn, làm việc gì cũng rất nghiêm chỉnh, bây giờ đến trẻ con cũng dám nói anh ấy. Người đàn ông như anh bị thế thì thất bại bao nhiêu? Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu sờ sờ mũi, anh ấy cũng muốn làm như vậy, nhưng nghĩ đến ở đây đều là trẻ con, không thích hợp lắm. "Ôm đi, ôm đi." Vương Hạo Nam la lên, mọi người cũng la theo, giống như hô khẩu hiệu vậy. Ôm đi, ôm đi, các con không được làm ồn. Tang Du giả vờ tức giận. Chú à, chú làm chúng con thất vọng quá. Vương Hạo Nam thở dài một hơi, mất mặt đàn ông chúng ta quá đi à. Thẩm Bồi Xuyên bất lực đỡ chán, trong lòng nghĩ anh ấy làm đàn ông không đạt tiêu chuẩn sao. Tang Du biết tính cách của Thẩm Bồi Xuyên, vì để những đứa trẻ không náo loạn nữa. Cô kiễng chân lên ôm Thẩm Bồi Xuyên, nói nhỏ bên tai anh ấy, không sao, anh cứ là chính mình, sau này cứ để em đến chủ động ôm lấy anh. Một trái tim lương thiện, một đôi tay ấm áp, thì dù là một người bình thường, Tang Du cũng khiến Thẩm Bồi Xuyên cảm động. Anh ấy ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, sự rung động trong tâm hồn không cần dùng đến lời nói. Anh ấy chưa từng nói ra nhưng trái tim luôn muốn cùng cô sống hết quãng đời này, càng thêm kiên định. Sau khi ở cùng Tang Du, anh ấy có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn theo thời gian của mình, và cô ấy đem lại cho anh những loại cảm giác mà trước đây anh chưa từng trải qua. Tang Du vương ổn có việc tìm tăng du tiến lại liền nhìn thấy hai người đang đứng ôm nhau giữa đám trẻ lời muốn nói liền mắc kẹt lại trong cổ họng tăng du buông tay ra trước thẩm bồi xuyên có chút không thoải mái nhưng không hề để tăng du một mình đối mặt đưa tay nắm lấy tay cô nhìn ra cửa hỏi tìm cô ấy có việc gì sao ánh mắt vương ổn rơi trên bàn tay đang nắm lấy tay tăng du rất nhanh thu hồi ánh mắt có người tìm anh tìm anh thẩm bồi xuyên không chắc chắn hỏi ở đây anh ấy lại không quen ai đúng vậy tìm anh Vương ổn khẳng định nói. Lúc này, ở trước cửa phòng học xuất hiện một bóng dáng dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người. Anh ta nhìn vào trong phòng học, ánh mắt quét qua mặt Thẩm Bồi Xuyên, cuối cùng dừng lại trên người Tăng Du. Lời nói lại là nói với Thẩm Bồi Xuyên, tôi tìm cậu. Chương 689, hóa ra là vì có mỹ nhân đi theo. Thẩm Bồi Xuyên vô cùng bất ngờ, sao cậu lại tới đây? Cuối cùng, ánh mắt tô chạm cũng nhìn về phía anh ấy. Anh ta hỏi ngược lại, tôi không thể tới đây được sao? thẩm bồi xuyên nói không khải anh ấy quay đầu nhìn tăng du em ở đây chờ anh nhé nói xong anh ấy quay người đi ra tô chạm đứng im không động đậy ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm thẩm bồi xuyên chẳng trách vì sao cậu lại đứng ngây người ra như thế hóa ra là vì có mỹ nhân đi theo thẩm bồi xuyên biết tính cách của anh ta là thế nếu biết anh ấy có quan hệ với tăng du vì thế chắc chắn sẽ trêu chọc anh một phen anh ấy kéo anh ta rời khỏi đó nghiêm túc lên tiếng tôi nghiêm túc hỏi cậu một câu tại sao cậu lại tới đây cậu cũng có gọi điện thoại về, mà chẳng lẽ tôi không tra ra được vị trí của cậu sao? Huống hồ chi chị dâu cảm thấy cậu, bởi vì chị ấy và cảnh hạo nên cậu mới gặp khó khăn như thế. Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cậu, không bỏ mặc cậu được, vì thế nên kêu tôi tới đây thăm dò một chút. Ban đầu là cảnh hạo sẽ tới đây, nhưng lần trước con bé tiểu nhụy bị dọa sợ không ít, vì thế bây giờ tinh thần con bé không được tốt lắm. Những người ở bên cạnh không thể bỏ đi được vì thế tôi mới tới đây tôi cứ nghĩ rằng trên người cậu trồng chất những vết thương, hoi thóp, đau khổ không thể tả nổi. Không ngờ cuộc sống của cậu lại tốt đẹp như thế, sao cậu dụ dỗ được tăng Du đấy? Thẩm Bồi Xuyên giải thích, sau khi cô ấy rời khỏi thành phố B thì tới đây, tôi và cô ấy chỉ trùng hợp gặp nhau mà thôi. Trùng hợp sao? Vẻ mặt Tô chạm hiện lên nụ cười chế giễu, suy nghĩ một chút, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi nghĩ đây là duyên phận đấy chứ. Đại Hồng Thủy Sa vạn dặm đã đưa anh tới bên cạnh cô ấy đấy. Thẩm Bồi Xuyên cau mày, cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Tô Trạm cười nói, thật sự là nói bậy sao? Thẩm Bồi Xuyên lười để ý đến anh ta, đi tới phiến đá dưới gốc cây ngồi xuống, Tô Trạm cũng đi theo, cậu đừng quên ở thành phố B cũng có một người phụ nữ đang đợi cậu. Tô Trạm ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy một cái. Thẩm Bồi Xuyên không quên, tôi cũng đang định sẽ về để giải quyết chuyện này. Tô Trạm hoảng sợ đứng bật dậy, hỏi, cậu, cậu nói cái gì? Cậu muốn quay về sao? Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Tô chạm lạnh lùng cười một tiếng, cậu bị điên rồi sao? Anh ta tỉnh táo hơn vài phần, nói với thẩm bồi xuyên, theo tôi thấy thì nếu cậu sống sót trở về, thì cô tống kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cô ấy vất vả lắm mới đến với cậu được, sao có thể dễ dàng buông tay được chứ? Thẩm bồi xuyên mím môi, vì anh đã đồng ý với người ta, vì thế anh cần phải cho người ta một câu trả lời. Tô chạm biết đây là thứ gọi là tinh thần trách nhiệm, nhưng anh ấy thật sự không hiểu gì về phụ nữ cả anh ta ngồi xuống phân tích cho thẩm bồi xuyên nghe bồi xuyên cậu nhìn xem cậu đã đưa cô tống đến cho tôi và cảnh hạo gặp mặt chứng minh rằng cậu đã thừa nhận thân phận của cô ấy hơn nữa cậu cũng giới thiệu với chúng tôi như thế bây giờ mối quan hệ giữa hai người là quan hệ người yêu nếu bây giờ cậu về mà cô ấy không chịu buông tay thì cậu sẽ làm thế nào mặc dù thẩm bồi xuyên cảm thấy tống nhã hinh không phải là kiểu người bảo thủ nhưng tôi chạm nói cũng có lý nếu lỡ tống nhã hinh không chịu chia tay thì anh ấy phải làm thế nào anh ấy tuyệt đối không thể phụ lòng cũng thể làm tổn thương Tang Du. Tang Du không có gì cả, đến bây giờ cũng chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Thế cậu nói xem tôi nên làm gì?" Thẩm Bùi Xuyên hỏi. "Bây giờ anh ấy cũng không chú ý nữa." Tô Trạm tự tin nói, "Cách thì tôi đã nghĩ xong cho cậu cả rồi, không phải tôi đã nói rồi sao?" Gia đình của Cục trưởng Tống cũng chỉ có một mình Cục trưởng Tống là người tốt thôi. Thẩm Bùi Xuyên giả vờ như không nghe thấy, dù sao anh ấy vẫn luôn rất kính trọng Cục trưởng Tống nhưng tôi chạm bỗng nhiên tỏ ra chán ghét những người nhà họ tống chắc chắn có lý của anh ta tôi không nói cho người họ tống là đã tìm được cậu tôi đoán rằng bây giờ nhà họ tống cũng đã cho rằng cậu chết trôi chê sông rồi anh ta nhìn về phía thẩm bồi xuyên biện pháp của tôi chính là hai tháng này cậu không nên xuất hiện chỉ cần ở yên ở đây là được rồi thẩm bồi xuyên cau mày biện pháp này của cậu là sao chứ hai tháng sau nếu tống nhã hinh vẫn còn nhớ cậu thì tôi sẽ tin là cô ấy thật lòng yêu cậu nếu chưa tới hai tháng mà cô ấy đã vội vàng đi tìm tình yêu mới thì chỉ có thể nói là cô ấy không quá yêu cậu chẳng qua là vì vì điều kiện và con người cậu tốt nên mới yêu cậu nếu cô ấy đã tìm được tình yêu mới thì khi đố cậu có xuất hiện lại cô ấy cũng không có lý do gì để bám lấy cậu nữa thẩm bồi xuyên có hơi do dự nếu trong hai tháng đó cô ấy không đi tìm thì sao chẳng lẽ cứ bắt anh phải ở đây mãi sao vậy thì nói với cô ấy rằng cậu đã chết rồi cô ấy có thể vì cậu mà thủ tiết cả đời sao Tô Trạm hử lạnh. Anh ta cảm thấy Tống Nhã Hinh sẽ không kiên trì nổi trong vòng 2 tháng, nhất định cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được một người thích hợp để về cùng một nhà. Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, như thế là lừa người. Lừa người cái gì chứ? Tống Nhã Hinh đó đã kết hôn rồi thì dựa vào cái gì mà cứ dính lấy cậu chứ? Tô Trạm vừa nghe thấy đã nổi nóng. Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày, trong lòng anh ấy cũng đã đồng ý với cách của Tô Trạm, chẳng qua anh chỉ thấy làm như vậy là lừa gạt người khiến khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cục trưởng tống. Trước mắt cứ làm như thế đi. Thẩm Bồi Xuyên xem như đã đồng ý với ý kiến của Tô Trạm. Nhìn cái tên máy móc Thẩm Bồi Xuyên này, có thể vượt qua được tinh thần trách nhiệm, đồng ý nhanh như thế. Xem ra anh ấy không hề có chút cảm giác nào với Tống Nhã Hinh. Anh ta đi tới gần Thẩm Bồi Xuyên hơn một chút, lúc nói chuyện hơi nóng và lên mặt Thẩm Bồi Xuyên, quan hệ giữa anh và Tang Du đã chắc chắn rồi chứ? Thẩm Bồi Xuyên rụt người lại, ừ nhẹ một tiếng, Tô chạm cười nói, chết tiệt, mẹ kiếp, cậu cũng nhanh thật đấy. Cậu có câu gặp đại nạn mà không chết sẽ gặp được hậu phúc không? Thẩm bồi xuyên không muốn nói vớ vẩn với anh ta, nghiêm túc lên tiếng. Tôi thật sự thích cô ấy, thật lòng muốn chăm sóc cô ấy. Tô chạm cười, không phải là cậu thấy người ta đáng thương nên cảm thấy thương hại đó chứ? Trước đây không phải cậu vẫn luôn cho rằng người ta vẫn còn nhỏ sao? Sao lúc này lại không chê người ta nhỏ nữa rồi? Thẩm bồi xuyên lướt anh ta một cái. Đúng là anh ấy vẫn luôn cho rằng tuổi tác của Tang Du và anh ấy không hợp nhau. Cho dù lúc tiếp xúc có chút cảm giác, thì anh vẫn sẽ dùng lý do tuổi tác không hợp để bác bỏ. Lần này, khi anh ấy thấy có người theo đuổi Tăng Du, lại sợ cô sẽ đối xử tốt với người đó hơn. Thật ra thì anh ấy cảm thấy rất vui vẻ. Khi nào cậu về? Thẩm Bùi Xuyên hỏi. chương 690, em yêu. Tô chạm nhìn anh ấy, giả vờ nổi nóng. Ý của Thẩm Bùi Xuyên vô cùng rõ ràng, anh ta cố tình lớn tiếng chất vấn, thẩm bồi xuyên cậu có ý gì đó tôi chỉ vừa mới tới thôi còn chưa uống được miếng nước nào cậu liền hỏi khi nào tôi đi sao sao cậu sợ tôi quấy rầy cô bạn gái nhỏ bé của cậu sao thẩm bồi xuyên thật sự không có ý đó chỉ là vì điều kiện nơi này có hạn sợ anh ta sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi thế cậu nghĩ thế nào thẩm bồi xuyên đứng dậy tôi chạm bật cười tôi đùa một chút mà cậu đã tức giận thế rồi sao thẩm bồi xuyên cũng lười để ý đến anh ta đi về phía phòng học nếu tô chạm đã tới đây thì anh ấy sẽ nhân cơ hội này mà giới thiệu tô chạm với tăng du mặc dù hai người họ đã biết nhau trước nhưng quan hệ trước kia lại không mấy vui vẻ nhưng bây giờ quan hệ đã thay đổi cho nên anh ấy muốn giới thiệu lại một cách chính thức tô chạm đi theo anh ấy tôi lái xe tới đây buổi tối bật máy điều hòa không khí cũng có thể ở tạm anh ta nhìn xung quanh nơi này cũng không tệ lắm anh ta lấy điện thoại di động ra gọi video cô cho tần nhã bên kia nhanh chóng bắt máy anh ta giơ điện thoại ra trước mặt mình em đoán xem anh mới tới đâu anh ta bỏ qua thẩm bồi xuyên di chuyển điện thoại để tần nhã có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh tần nhã đang ngồi trong phòng làm việc cầm điện thoại di động từ trong video có thể thấy tô chạm đang ở nông thôn cô ấy cảm thấy tô chạm thật ngây thơ tô chạm anh rảnh lắm sao tô chạm mỉm cười với màn hình anh không thể báo cáo tình hình cho em mọi lúc mọi nơi được tần nhã cầm tách cà phê uống một ngụ thản nhiên lên tiếng anh nói mau anh muốn làm gì nếu không em cúp máy đấy suốt ngày chỉ biết làm nhảm và cản rỡ tô chạm thu lại dáng vẻ cả lơ phất phơ của mình nghiêm túc nói không phải anh đã nói với em về chuyện của thẩm bồi xuyên rồi mà anh tới đây để tìm anh ấy anh ta di chuyển camera về phía bóng lưng của thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên quay đầu nhìn anh ta một cái không nói gì mà nhanh chóng quay vào phòng học anh tắt camera đổi thành nhắn tin em có biết bây giờ thẩm bồi xuyên làm gì không tần nhã hỏi không biết anh ấy đang làm gì chính thức giới thiệu anh với bạn gái anh ấy Tô Trạm trả lời. Trong đầu Tần Nhã xuất hiện một cái dấu chấm hỏi vô cùng lớn, không phải anh ấy đã giới thiệu một lần rồi sao? Lúc ấy Tô Trạm còn cho Tần Nhã xem hình, còn nói trông hai người không hợp, thế sao bây giờ lại giới thiệu gì nữa chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Trạm, anh nói rõ ràng cho em biết, cái gì mà bạn gái thầm bồi xuyên? Tô Trạm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cười, biết Tần Nhã vô cùng tò mò vì thế cố ý không nói, em đoán xem. Tần Nhã không trả lời lại, đặt di động xuống bên cạnh cô ấy biết tô chạm cố ý vì thế cô ấy sẽ không tiếp tục truy hỏi nữa tô chạm đợi mãi mà không thấy tần nhã trả lời lại anh ta cảm thấy có hơi mất mát nhanh chóng chủ động trả lời cô ấy lần này thẩm bồi xuyên thật sự yêu rồi sau đó anh ta tiếp tục đợi người kia trả lời nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời lại tô chạm lúc này thẩm bồi xuyên đưa tăng du rời khỏi phòng học ánh mắt tô chạm rời khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu lên nhanh chóng bày ra vẻ mặt tươi cười tang du chào cô Tang Du cười nói, đã lâu không gặp. Tô Trạm cười nói, chứ không phải là vừa nhìn thấy mặt, cô đã muốn bắt cóc anh em tốt của tôi rồi sao? Tang Du ngượng ngùng cúi đầu. Thẩm Bồi xuyên lên tiếng, "Ờ, đây hơi nóng, chúng ta vào phòng trước đi." Tô Trạm nói xong, sau đó, Thẩm Bồi xuyên và Tang Du đi trước dẫn đường. Tô Trạm ở đằng sau cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy Tần Nhã trả lời, vẫn không có ai trả lời anh ta. Anh ta nháy mắt một cái, "Cô ấy đang giận mình sao?" anh ta lại gửi một tin nhắn khác, tiểu nhã. Sau đó lại, em yêu. Em trả lời anh đi, để anh biết em có đang xem không. Lúc vào phòng, thẩm bồi xuyên mang cho anh ta một cái ghế nhỏ. Anh ta ngồi xuống, thế nhưng tần nhã vẫn không trả lời anh ta. Tô chạm bắt đầu có chút căng thẳng. Anh ta nhanh chóng gõ chữ chê màn hình. Tiểu nhã, anh không đùa nữa đâu. Anh sai rồi, em mau trả lời anh đi. mươi 691, muốn biết cái gì? Tô chạm căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết thẩm bồi xuyên đã đứng cạnh từ lúc nào. Vì thế, lúc anh ta ngẩng đầu thì sợ hết hồn, cơ thể ngả về sau một cái, cái ghế nghiêng qua một cái, anh ta té xuống đất. Ngay sau đó, tô chạm trợn tròn hai mắt, thẩm bồi xuyên, cậu làm gì thế? Thẩm bồi xuyên đứng đó, từ chê cao nhìn anh ta, cậu làm chuyện gì trái lương tâm sao? Nếu không thì làm sao lại bị sợ tới mức này chứ? Cậu mới làm chuyện trái lương tâm đấy. Tô chạm trừng mắt nhìn anh ấy, đứng dậy phủi. Sau đó dựng cái ghế dậy, nhưng anh ta không ngồi xuống nữa. Băng ghế này quá nhỏ vì thế anh ta không thoải mái. Thật lòng mà nói thì cái ghế này không thích hợp cho những người cao ngồi. Nếu ngồi thì hai chân sẽ rất cong khiến tư thế không được thoải mái. Tang Du rót cho anh ta một ly nước, uống miếng nước đi. Tô Trạm đưa tay nhận lấy, không uống ngay mà quay sang hỏi. Nếu thầm bồi xuyên chọc tức cô thì cô có tức giận không? Có không để ý tới không? Tang Du nháy mắt một cái, anh ấy là kiểu người sẽ chọc tức người khác sao? tô chạm. Đúng như thế, kiểu người cứng như gỗ, thầm bồi xuyên này làm gì biết cái gì gọi là trêu chọc đâu chứ. Anh chọc tức bạn gái mình, nên bây giờ cô ấy không để ý tới anh sao. Tang Du nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của tô chạm, lên tiếng suy đoán. Tô chạm cười, giải thích, tình cảm của chúng tôi rất tốt, chắc chắn là vì cô ấy không có thời gian trả lời tôi mà thôi. Anh không muốn để lộ địa vị của mình khi yêu cho người ngoài biết được. Tôi thấy anh đang rất căng thẳng. Tang Du nói thật, vừa rồi, anh ta nhìn điện thoại một cách nhập thần, nếu không cũng sẽ không bị thẩm bồi xuyên hù như thế. Căng thẳng sao? Tô chạm điều chỉnh vẻ mặt mình, tôi căng thẳng sao? Nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của tô chạm, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tang Du cố nhịn cười, lắc đầu lên tiếng, anh không căng thẳng, anh chỉ có chút sốt ruột mà thôi. Bởi vì bạn gái không trả lời tin nhắn mà sốt ruột. Tô chạm cười nhẹ, anh ta không thể che giấu được sự lo lắng của mình. Anh ta quay sang nhìn thẩm bồi xuyên và Tăng Du, Hôm nay, hai người phải chiêu đãi tôi thật tốt, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Nói xong, tôi chạm nhanh chóng ra khỏi phòng, bấm số điện thoại của Tần Nhã, vất vả lắm mới gương vỡ lại lành được. Dù Tần Nhã chỉ có một chút khác thường cũng có thể khiến anh ta căng thẳng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Thật ra thì Tần Nhã cũng không phải cố ý không để ý tới anh. Bởi vì trong tiệm có khách vì thế cô ấy phải đi tiếp khách, nhưng lại bỏ điện thoại chê bàn làm việc. Sau khi cho khách chọn kiểu dáng xong thì cô ấy mới đưa khách trở về phòng làm việc. Lúc này điện thoại cô ấy đã vang tới lần thứ ba Cô ấy mới nhận Tần nhã Tần nhã cao mày là em đây Em đang làm gì thế Tại sao không trả lời tin nhắn của anh Điện thoại cũng không nghe Em làm anh sợ chết mất Anh ta có chút oan ức lên tiếng Em bận đi tiếp khách sao anh cứ gọi cho em mãi thế Em không nghe điện khiến anh lo lắng Vẻ mặt tô chạm hiện ý cười Tang Du đứng trong phòng cũng có thể nhìn thấy biểu cảm của tô chạm Nhưng lại không nghe được anh ta đang nói gì Nhưng nhìn dáng vẻ này thì có thể thấy bạn gái anh ta đã nghe điện thoại của anh ta. Tô chạm thích bạn gái của mình chứ? Mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cô ấy lại nhận ra Tô chạm rất quan tâm tới bạn gái mình. Thẩm Bồi xuyên gật đầu, "Ừ, bọn họ có thể đến được với nhau lần nữa thật, sự không dễ dàng chút nào." Tang Du cảm thấy hơi tò mò, "Anh kể em nghe một chút đi." Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói hết được, tóm lại là tình cảm giữa hai người họ gặp rất nhiều trắc trở. Nếu nói ra thì có thể em sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi đâu. Thẩm Bồi Xuyên biết tâm trạng của Tô Trạm. Tang Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên, "Các anh có rất nhiều chuyện sao?" Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, "Cứ cho là thế đi, thật sự rất nhiều." Tang Du rũ mắt, "Anh đi nói chuyện phiếm với bạn anh đi, em ở đây chuẩn bị bữa trưa." Cô ấy cảm thấy trong lòng có chút mất mát, cảm thấy bản thân mình biết quá ít chuyện về Thẩm Bồi Xuyên. Lúc này, Tô Trạm vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, đoán rằng là vì không khí bên ngoài quá oi bức, vì thế anh ta chạy đến chiếc xe cách đó không xa nhanh chóng ngồi vào đóng cửa lại bật điều hòa. Thẩm Bồi Xuyên không định quấy giày anh ta nói chuyện điện thoại với Tần Nhã. Anh đi theo Tang Du, anh giúp em. Tang Du nói không cần. Thẩm Bồi Xuyên có ngốc đến mất cũng nhận ra Tang Du không được vui cho lắm. Em sao thế? Anh nói gì sai sao? Không có. Tang Du ngẩng đầu lên nhìn anh, em chỉ cảm thấy mình biết quá ít chuyện. Thật ra thì không phải cô muốn biết về quá khứ của Thẩm Bồi Xuyên, cũng như chuyện riêng tư của anh chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân biết quá ít chuyện về anh cô ấy thật sự thích người đàn ông này vì thế cũng muốn bước vào thế giới của anh bước vào vòng bạn bè của anh không ngờ tới khi hai người ở bên nhau cô ấy cảm thấy bản thân mình giống một người ngoài cuộc vậy thẩm bồi xuyên nói thẳng em muốn biết chuyện gì anh đều nói cho em nghe hết tang du cười em sẽ dùng phần đời còn lại để nghe chuyện của hai chúng ta chỉ cần anh không bỏ rơi em giữa đường thì em chắc chắn sẽ làm người cuối cùng ha <laughs> ha tô chạm không biết đã trở lại từ lúc này vừa bước vào đã nghe câu nói kia của tăng du không khỏi lên tiếng trêu chọc không hổ danh là sinh viên của trường đại học nổi tiếng lời tỏ tình cũng sâu sắc như thế tăng du không hề cảm thấy ngượng ngùng cười hỏi ngược lại bạn gái anh đã hết giận anh chưa tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt cô ấy không hề giận tôi lúc này tô chạm lại cảm thấy vui vẻ hơn quay về với dáng vẻ phách lối chúng tôi không khác nhau là mấy tăng du không biết tô chạm nhưng thẩm bồi xuyên biết tần nhã đã hứa sẽ quay lại với anh ta trong khoảng thời gian đó tô chạm đã trải qua biết bao tuyệt vọng rồi chứ những lời này tôi có thể nói cho tần nhã nghe được không đây thẩm bồi xuyên nhẹ nhàng lên tiếng tô chạm như nghe được lời cảnh cáo tô chạm lập tức đứng thẳng người sao lại đáng ghét như vậy chứ sao còn học được cách đi báo cáo thế này học từ bạn gái nhỏ của anh sao thẩm bồi xuyên đi ban đầu là vì tuổi tác mà không nhìn rõ lòng mình vì thế luôn bị tô chạm dùng bạn gái nhỏ để chọc anh ấy anh ấy thật sự cảm thấy không được tự nhiên lắm giống như anh đã làm chuyện xấu gì vậy anh ấy nghiêm túc nhìn tô chạm ai lớn hơn cậu nói xong tô chạm liền hiểu ý thiếu tự tin nói cậu vẫn chưa kết hôn mà kết hôn rồi tôi sẽ không nói thế nữa thật nhỏ bé lâm tân ngôn gọi cậu tới đây lúc lâm tân ngôn và tông cảnh hạo gặp nhau thì tăng du vẫn còn nhỏ tô chạm biện hộ không giống nhau thẩm bồi xuyên hỏi thế nó khác nhau ở đâu tô chạm gãy đầu vậy thì lâm tân ngôn và tông cảnh hạo không phải vợ chồng nghiêm túc sao thế thì đương nhiên phải có sưng hô rồi huống chi tiểu nhã cũng có quan hệ với lâm tân ngôn thẩm bồi xuyên không cần biết anh ta làm sao dù sao thì cậu vẫn là người nhỏ nhất bây giờ tôi không so đo với cậu tương lai khi chúng tôi kết hôn rồi thì cậu cũng phải sưng hô như thế với tăng du vị trí phải rạch ròi tô chạm anh ta chớp mắt nhìn tăng du nói chờ hai người kết hôn rồi nói sau nói xong anh ta nhanh chóng ra ngoài tôi đi ngắm cảnh một chút tăng du có thể biết được chút tin tức từ cuộc nói chuyện của hai người họ cô ấy cũng đã gặp tông cảnh hạo ấn tượng vô cùng sâu sắc dù sao anh cũng là một nhân vật lớn vì thế khiến những người đã gặp không thể nào quên được tuổi của vợ bạn anh không lớn lắm sao tang du hỏi thẩm bồi xuyên gật đầu ừ chờ tới khi hai ta về anh sẽ giới thiệu cho em làm quen tang du gật đầu thế còn tuổi của bạn gái tô chạm thì sao cô không hiểu sao trong lòng lại thở dài một hơi trước đó còn sợ không thể hòa vào vòng bạn bè của anh được bây giờ cô biết mình không phải là duy nhất cũng yên lòng nhiều, dù sao vợ của bạn anh ấy tuổi cũng không lớn. Bị Tăng Du hỏi, Thẩm Bồi Xuyên phát hiện ra một việc, hình như ba người bọn họ đều tìm bạn gái còn hơi nhỏ tuổi. Chương 692, chỉ ra hoa mà không kết quả. Sao anh không nói chuyện? Tăng Du nhìn Thẩm Bồi Xuyên đang ngẩn người thì hỏi. Thẩm Bồi Xuyên vội nói, không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ mấy việc mà thôi. Tăng Du không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay đi ra ngoài nên mua rất nhiều đồ ăn, lát nữa bạn của Thẩm Bồi Xuyên sẽ đến, Tang Du chuẩn bị nấu thêm vài món để tiếp đãi Tô Trạm. Thẩm Bồi xuyên sống một người nên không biết nấu ăn, cùng lắm chỉ biết úp mì mà thôi. Anh ấy rửa rau rồi còn lại giao hết cho Tang Du. Trời nắng nóng nên Tô Trạm cũng không đi xa mà chỉ dạo xung quanh một vòng rồi cuối cùng dừng chân ở trường học. Những đứa bé ở nơi đây rất giản dị và mộc mạc. Tô Trạm nghĩ đến chuyện mình và TN không thể có con thì rất buồn bã. Điều này là sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Tô Trạm và Tần Nhã. Người ta đều nói con cái là kết tinh của tình yêu vậy thì không con có phải cũng có nghĩa là tình yêu của anh ta và tần nhã chỉ nở hoa mà không kết quả không anh ta không dám thể hiện ra niềm vui thích trẻ em trước mặt tần nhã bởi vì tô chạm sợ rằng tần nhã sẽ buồn người buồn bã nhất là tần nhã tô chạm càng nghĩ càng buồn anh ta lấy điện thoại ra rồi gửi cho tần nhã một tin nhắn tiểu nhã anh nhớ em đây là câu nói từ sâu thẳm trong lòng tô chạm thành phố c thiệu vân dẫn tần nhã đến một nhà hàng rất có phong cách ăn cơm ông ấy cười nói chỗ này đáng để cháu và tô chạm đến đấy nhưng cậu ta không hiểu rõ thành phố xe này lắm cũng không biết chỗ nào ngon sườn dê của nhà hàng này rất ngon chú đảm bảo là cháu ăn một lần là sẽ muốn ăn lần hai tần nhã cười nói chú hai à chú nên tìm một người bạn gái đi nếu không thì cô đơn cả đời đáng thương lắm ở một mình thoải mái lắm thay gái như thay áo nếu như tìm bạn gái chính thức thì làm gì cũng bị quản chú chưa điên thiệu vân cũng đã quen rồi một người đàn ông bình thường như ông ấy thì chắc chắn thỉnh thoảng cũng sẽ có nhu cầu ý u có tiền thì muốn gì chẳng có thiệu vân không thể tự tìm phiền phức cho mình cũng không thể phụ lòng tin tưởng và gửi gắm của người đã mất chúng ta ngồi đây thiệu vân kéo ghế cho tần nhã ngồi xuống cô ấy nói cảm ơn khách sáo là gì thiệu vân ngồi xuống đối diện có một nhân viên phục vụ đi tới thiệu vân gọi mấy món đặc sắc uống rượu không thiệu vân hỏi chú có giấu một bình rượu vang đỏ ở đây cháu có muốn nếm thử không có ạ, à, có người mời ăn cơm còn có rượu ngon uống. Nếu cháu mà từ chối thì ngốc quá rồi. Tần Nhã cười nói. Thiệu Vân giơ ngón tay cái lên khen Tần Nhã, chú thích cái tính này của cháu. Nhưng mà cháu mới làm lành với tô chạm mà lại chia tay thì cũng không hay lắm. Tần Nhã nói, làm lành rồi thì cũng phải thử thách anh ấy một chút. Tần Nhã biết tô chạm không có bố mẹ, chỉ có một bà nội hơn nữa bà nội ấy lại rất muốn ôm chắt trai. Cô ấy không sinh được chính là để tô chạm không có con cháu, Tần Nhã không tưởng tượng ra được bà ấy sẽ có phản ứng như thế nào lúc biết tình huống của cô ấy. Sẽ phản đối, hay là yêu cầu tìm người để thuê. Thử thách một chút cũng tốt, dù sao cũng muốn chung sống với nhau cả đời. Thiệu Vân gật đầu. Chú thấy tô chạm không tệ, hợp với cháu đấy. Thiệu Vân nói. Đúng lúc này thì phục vụ mang thức ăn và rượu lên. Thiệu Vân mở nắp chai rượu ra rồi rót cho Tần Nhã một chén. Tần Nhã cần ly rượu vang lên đang định nếm thử vị rượu thế nào, thì có âm báo tin nhắn đến. Cô ấy lấy điện thoại ra thì thấy là tin nhắn của Tô Trạm, anh ta nói nhớ cô ấy. Vẻ mặt cô ấy đen lại, trả lời rằng, vậy thì đến đây gặp em. Tô Trạm bị Thẩm Bồi Xuyên gọi về, anh ta ngồi vào ghế. Tang Du là mấy món ăn ngon miệng, Tô Trạm vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại là rút ra đọc ngay, anh ta nhìn thấy câu trả lời của Tần Nhã thì vui đến nỗi cười ngu ngốc. Chuyện gì mà vui thế? Tang Du lấy chén cho anh ta. Thẩm Bồi Xuyên nói, bình thường nếu như cậu ta lộ ra vẻ mặt này thì hẳn là được Tần Nhã gọi đi gặp mặt, như hoàng đế cổ đại gọi phi tần ấy. Sao tôi lại có cảm giác là cậu đang mắng tôi nhỉ? Tô Trạm nhíu mày, nhưng tâm trạng của anh ta vẫn tốt như cũ. Tần Nhã gọi mình tới thì có phải là cũng nhớ mình rồi không? Ăn cơm. Tô chạm bưng chén đũa lên rồi và cơm vào miệng, anh ta đói bụng thật sự. Củ miếng hầm, thịt kho tàu, trứng cà chua, xương sườn hầm củ cải, tất cả đều là mấy món ăn thường ngày thôi nhưng mùi vị rất ngon miệng. Tô chạm kẹp một đũa thịt kho tàu rồi nói, cậu tìm bạn gái giỏi đấy, sau này cậu có lộc ăn rồi. thẩm bồi xuyên nhìn anh ta, ăn cơm của cậu đi, cơm cũng không chặn nổi miệng cậu. đang khen cậu có mắt nhìn người đấy. tô chạm nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói tiếp, chiều nay tôi đi, cậu có cần gì thì nói với tôi nhanh đi. thẩm bồi xuyên nói thẳng, tôi chỉ cần tiền thôi. tô chạm nhìn anh ấy, cậu không có đồng nào còn dựa vào tang du nuôi à? thẩm bồi xuyên chẳng quan tâm tới tô chạm, anh ấy mất cả điện nói chứ nói chi là tiền, còn sống được là vui lắm rồi. Chê người tôi không có tiền mặt đưa thẻ cho cậu vậy tôi chạm vội vã đi gặp tần nhã nên chỉ một chốc và sạch mấy chén cơm anh ta múc một chén canh nhưng hơi nóng nên để chê bàn rồi móc một tấm thẻ từ trong cặp ra đưa cho thẩm bồi xuyên thẩm bồi xuyên nhận lấy rồi nói trở về rồi trả cho cậu đừng nói với tôi mấy câu như thế tôi chạm lo miệng tôi không có về thành phố b đâu tôi đi thành phố c rồi sẽ từ thành phố c để về thành phố b nếu cậu có rảnh thì đi mua cái điện thoại để còn liên lạc thẩm bồi xuyên ừ một tiếng Tô chạm ăn chưa xong thì đi luôn. Thành phố B, nhà họ Tống. Thẩm bồi xuyên đã mất tích gần một tuần lễ. Trừ bà Tống ra, thì cục trưởng Tống cũng đã tin tưởng vào khả năng thẩm bồi xuyên đã chết. Dù sao thì tình huống lúc đó nguy hiểm đến thế. Công việc tìm kiếm cũng đã tiến hành sau ngày trời. Nhã Hinh, con đừng suy nghĩ nữa, từ bỏ đi. Bà Tống khuyên bảo con gái mình. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp, con và cậu ta không có duyên phận. Lần thứ nhất con không đồng ý, lần thứ hai thì cậu ta mất tích đây chính là duyên phận con nên tìm người khác đi thôi tống nhã hinh rất bực bội mẹ đừng nói nữa được không mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con không cần mẹ tốt với con cô ấy nói xong rồi xách túi đi thẳng ra cửa nhã hinh kệ con bé đi vừa về đã lải nhải tôi còn phiền chứ nói gì con bé tinh thần của cục trưởng tống không được tốt lắm bà tống cảm thấy mình không có sai tôi còn không phải là vì con bé a à. thôi đừng nói nữa Cục trưởng Tống vuốt mặt với vẻ mệt mỏi, ông không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Con gái đi đâu chứ? Bà Tống có chút lo lắng. Con bé đã lớn rồi, bà cũng không nên quan tâm quá nhiều. Cục trưởng Tống nói, càng quan tâm nhiều thì con bé sẽ càng không vui. Cứ kệ nó đi. Bà Tống cảm thấy chuyện của con cái thì vẫn nên có bố mẹ đứng ra, dù cho con bé có là người lớn rồi, nhưng bà vừa định mở miệng thì đã bị Cục trưởng Tống quát, bà nói thêm, một câu nữa thì cút ra ngoài đi. Ông cũng tức giận Bà Tống che miệng mà khóc, cục trưởng Tống bực tức đứng dậy đi vào phòng. Tống Nhã Hình đi ra khỏi cửa tới biệt thự. Chương 693, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tống Nhã Hình đến cửa biệt thự rồi dừng xe ở ven đường, cô ấy không xuống xe ngay mà hạ cửa sổ xuống nhìn về phía ngôi biệt thự. Tống Nhã Hình phát hiện ra Tô Trạm cũng không ở thành phố B, tông cảnh hạo cũng không còn sốt ruột như trước, là đã từ bỏ hay có chuyện gì khác, cô ấy xoa nhẹ tay lái, trong lòng đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Nhưng Tống Nhã Hinh, nghĩ mãi vẫn không tìm ra được điểm mấu chốt nên cô ấy quyết định đi tìm Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo, để hỏi. Cô ấy thở dài một hơi rồi cất chìa khóa vào túi, bước về phía biệt thự. Đi đến cổng, Tống Nhã Hinh đưa tay nhấn chuông. Một lát sau thì có người mở cửa, U Vu đứng ở cổng hỏi, cô tìm ai? Tôi tìm Tổng Giám Đốc Tông và vợ anh ấy, hai người họ có ở đây không? Tống Nhã Hinh hỏi, cô chờ một chút, tôi đi chuyển lời. U Vu cũng không để cho người lạ vào nhà bà ấy chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ tông cảnh hạo cũng đã thông báo rằng không được cho người không quen biết vào nhà từ lúc tôi gặp chuyện tới nay thì tinh thần lẫn tâm trạng đều không tốt lắm tông cảnh hạo sợ rằng trong nhà có người lạ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô bé được rồi bà nhanh lên nhé ngoài này nóng lắm tống nhã hinh nói u vu gật đầu bà hỏi cô tên là gì tống nhã hinh trả lời tôi họ tống tên nhã hinh được rồi u vu đóng cửa rồi đi lên lầu bây giờ trong nhà không có người chỉ có lâm tân ngôn ở nhà với tông ngôn hy mà thôi còn tông khải phong trịnh cũ ôn dẫn tông ngôn thần đi nhà cũ tông cảnh hạo cũng không có ở nhà dù gì thì dì vương cũng là xảy ra chuyện lúc đang làm bảo mẫu của nhà họ họ nên chịu trách nhiệm tông cảnh hạo đi bàn bạc giải quyết chuyện này với người nhà của dì vương rồi trong phòng tông ngôn hy ghé vào lòng lâm tân ngôn im lặng không nói chuyện cô bé níu cổ áo của cô sợ cô đi mất cho dù ngủ cũng không bỏ tay ra một đêm cũng bừng tỉnh rất nhiều lần trong lòng cứ không yên ú vu sợ dọa tông ngôn hy nên đẩy cửa một cách rất nhẹ nhàng rồi thủ thỉ tiểu nhụy ngủ chưa lâm tân ngôn bảo chưa ú vu nói dưới lầu có một cô họ tống tới tìm cô cô có biết không mấy ngày nay tinh thần của lâm tân ngôn cũng không được tốt lắm ban đầu là lo lắng cho thẩm bồi xuyên bây giờ là lo lắng cho tông ngôn hy sợ rằng sẽ tạo thành vết thương lòng cho con bé hơn nữa đứa nhỏ trong bụng càng lúc càng lớn cơ thể của cô cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Lúc nghe thấy họ Tống thì Lâm Tân Ngôn vẫn chưa kịp nhớ ra là ai, dù sao chỉ mới gặp mặt có một lần. Cô nằm ngửa trên giường, Tông Ngôn hy gối lên tay của cô khiến cho tay cô hơi tê, có nói là tới làm gì không? Ú vu lắc đầu, chỉ nói là tới tìm cô cậu. Ú xuống nói là giờ tôi không tiện tiếp khách. Lâm Tân Ngôn nói. Ú vu vâng một tiếng. Lâm Tân Ngôn hỏi thêm một câu, cô ấy có bảo mình tên là gì không? Tên là Nhã Hinh. Ú vu trả lời, tống nhã hình không phải là bạn gái của thẩm bồi xuyên sao cô bóp chán hóa ra là cô ấy cô ấy đến đây làm gì chứ dù sao cũng là bạn gái của thẩm bồi xuyên để người ta ở ngoài cửa cũng không tốt lắm để cho cô ấy vào đi lâm tân ngôn nói rồi ngồi dậy ú vu thấy cô ôm tông ngôn hy hơi khó khăn nên muốn đưa tay qua bế cô bé ai ngờ vừa mới đụng vào người tông ngôn hy thì cô bé đã ôm chặt cổ của lâm tân ngôn lâm tân ngôn vỗ lưng cô bé rồi an ủi ngoan mẹ không đi con thả lỏng ra nào mẹ sắp nghẹt thở rồi này tông ngôn hi nới lỏng tay ra một chút nhưng người cô bé vẫn căng cứng lên sợ ú vu sẽ ôm mình lâm tân ngôn vuốt ve tóc của con gái cô biết rằng con mình đang sợ nên nói với ú vu rằng ú đi xuống trước đi lát nữa tôi xuống ú vu gật đầu lâm tân ngôn xoa lưng cho tông ngôn hy mọi chuyện đều đã qua rồi không sao đâu tông ngôn hy cũng không nói gì mà cứ ôm lấy cổ lâm tân ngôn cô hôn lên trán của cô bé rồi nói dưới lầu có khách mẹ ôm con xuống nhé tông ngôn hy không nói lời nào cứ ôm cổ mẹ mình lâm tân ngôn sở đầu cô bé rồi ôm cô bé đứng lên bây giờ tông ngôn hy đã nặng hơn nhiều cô sợ đi không vững lên một tay ôm con gái tay còn lại vịn tay cầm câu thang mà đi xuống tống nhã hinh đã được cũ vu mời vào phòng khách cô ấy thấy lâm tân ngôn ôm tông ngôn hy hơi khó khăn nên định qua giúp đỡ tiểu nhụy mẹ cháu đang mang thai cháu để gì ôm nhé cô ấy nói rồi đưa tay bế tông ngôn hy lâm tân ngôn nói không cần con bé không thích người khác ôm lâm tân ngôn còn chưa nói xong thì tông ngôn hy đã hòa khóc tống nhã hinh vội vàng rụt tay lại u vu đang rót nước cho tống nhã hinh bà ấy nghe thấy tiếng khóc thì chạy tới hỏi sao vậy tống nhã hinh có hơi ngượng ngùng cô ấy vốn định giúp đỡ tôi không biết là con bé sẽ khóc tống nhã hinh giải thích u vu liếc cô ấy một cái rồi đỡ lâm tân ngôn ngồi xuống cô chậm thôi lâm tân ngôn vỗ lưng con gái rồi nói với tống nhã hinh con bé bị sợ không muốn người khác đụng vào mình. Thế à? Tống Nhã Hinh ngồi lại vào ghế salon. Lâm Tân Ngôn để con gái ngồi lên đùi mình rồi hỏi Tống Nhã Hinh, cô tới đây có chuyện gì không? Hai hôm nay tôi không thấy tô Trạm, không biết là anh ta đi làm cái gì rồi. Tống Nhã Hinh hỏi, lúc tô Trạm đi gặp Thẩm Bồi Xuyên, thì anh ta không có nói chuyện đã tìm tới Thẩm Bồi Xuyên, cho nhà họ Tống biết, cũng dặn Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đừng nói. Tô Trạm nói là Tống Nhã Hinh và Thẩm Bồi Xuyên không hợp nhau, Lâm Tân Ngôn cũng không biết có giấu được không nhưng cô cảm thấy Tô Trạm nói đúng. Nếu như Tống Nhã Hinh thật sự yêu thẩm bồi xuyên, thì hẳn là có thể chờ anh ấy hai tháng. Bây giờ cô nghĩ lại, chắc chắn là Tô Trạm muốn thử xem tình cảm của Tống Nhã Hinh đối với thẩm bồi xuyên sâu đậm tới đâu. Mặc dù Lâm Tân Ngôn cảm thấy không nên lừa người khác nhưng đã đồng ý rồi thì cũng không thể đổi ý được. Không phải là cậu ta đi tìm bồi xuyên à? Lúc Lâm Tân Ngôn nói chuyện thì cô cúi mặt xuống, Cô mượn động tác vỗ con gái mà bỏ qua ánh mắt thăm dò của Tống Nhã Hinh. Tô chạm đi tìm Thẩm Bồi Xuyên ư? Ừ, Tống Nhã Hinh nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai à, bọn họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm Thẩm Bồi Xuyên. Chỉ là mở rộng phạm vi, vì thế nên mình mới không thấy Tô Trạm, nhưng biểu hiện vừa rồi của Lâm Tân Ngôn lại như đang né tránh mình vậy. Nếu như quả thật là đi tìm Thẩm Bồi Xuyên thì cần gì phải né tránh chứ? Cô ấy cúi đầu, tôi biết các cô chắc chắn đều cảm thấy là tôi không hợp với Thẩm Bồi Xuyên, bởi vì tôi đã kết hôn nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy trước kia từng bỏ qua một lần là bởi vì tôi nhìn người không rõ nhưng khi biết sau này anh ấy vẫn có thể tiếp nhận tôi thì tôi rất bất ngờ cũng rất vui vẻ bây giờ anh ấy mất tích tôi lo tới nổi ăn không ngon ngủ không yên anh ấy gọi cô là chị dâu tôi nghĩ cô rất hiểu anh ấy biết anh ấy là người như thế nào lâm tần ngôn nói tôi biết cậu ấy rất tốt bây giờ tôi rất mờ mịt tôi không biết nên làm sao mới được cô có thể cho tôi ý kiến được không Tống Nhã Hinh cầm tay Lâm Tân Ngôn, mẹ tôi khuyên tôi từ bỏ, nhưng tôi lại không muốn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 694, không thẹn với lương tâm là được. Lâm Tân Ngôn có thể hiểu được suy nghĩ của Tống Nhã Hinh lúc này. Nhưng cũng không thể nóng vội nói với cô Thẩm Bồi Xuyên vẫn ổn được. Lâm Tân Ngôn đối mặt với Tống Nhã Hinh, cảm giác hơi có lỗi. Tôi có thể giúp được gì cho cô? Lâm Tân Ngôn hỏi. Tống Nhã Hinh chậm rãi đứng lên, ngồi lại ghế sofa, cô không cần giúp gì cả, Chuyện này tôi sẽ tự làm lấy, nhưng nếu có, có tin tức của Bồi Xuyên, cô phải báo với tôi, được không? Lâm Tần Ngôn nắm chặt tay, tất nhiên rồi. Tay cô nằm ngoài tầm mắt của Tống Nhã Hinh, nên Tống Nhã Hinh không biết cô đang nắm chặt tay mình vì nói dối. Tống Nhã Hinh mím môi, ngập ngừng hỏi, cô cũng cho là tôi và Bồi Xuyên không hợp nhau ư? Nếu đủ chân thành thì sao cô phải quan tâm đến ý kiến của người khác? Lâm Tần Ngôn không thích thái độ dụ dỗ người khác an ủi của Tống Nhã Hinh. Bạn bè có thân tới đâu cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của nhau, chỉ cần hai người yêu nhau, cảm thấy thoải mái, phù hợp khi ở với nhau thì ý kiến người khác không quan trọng. Tống Nhã Hinh có thể cảm giác được giọng khó chịu của Lâm Tân Ngôn, qua những lời nói ấy, cô cũng không muốn làm cô ấy ghét mình, nhưng Tô Trạm lại ghét cô ra mặt, cô sợ Tô Trạm sẽ nói những điều không tốt về cô trước mặt Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn. Tôi không có ý gì khác, chẳng qua tôi sợ người khác nói tôi, làm theo điều trái tim mách bảo, không thẹn với lương tâm là được còn lại cô không cần quan tâm đến ý kiến và suy nghĩ của người khác lâm tân ngôn ngắt lời cô thấy không có gì phải giải thích nhưng lâm tân ngôn thấy tống nhã hinh cũng không phải hoàn toàn vô tội không những thế còn có khá nhiều mưu kế tống nhã hinh giờ mới thấy hối hận khi đến đây lâm tân ngôn này nhìn có vẻ không lớn lắm nhưng nói năng lại không hề khoan nhượng có chính kiến và suy nghĩ riêng ngẫm lại cũng đúng người như tông cảnh hạo loại phụ nữ nào chưa thấy qua người phụ nữ của anh chắc chắn rất xuất sắc lâm tân ngôn cuối cùng có thể lên làm bà tống chứng tỏ cô ta có điều gì đó phi thường tôi không nói gì làm cô khó chịu chứ cả hai đã nhìn thấu nhau cũng không cần che lấp nữa không đâu lâm tân ngôn mỉm cười thật ra chính cô cũng có chỗ không đúng cô đang nói dối tống nhã hinh tối nay về nhà tôi lại bị mẹ tôi lải nhảy mất nên tôi có thể ở lại ăn tối không tôi cảm thấy thẩm bồi xuyên đi lại khá gần với cô tôi cũng muốn làm bạn với cô nữa cô có phiền không Tống Nhã Hinh nói, đằng nào cũng hiểu thấu, cứ thẳng thắn có lẽ sẽ tốt hơn. Cô ta đã nói đến nước này, Lâm Tân Ngôn đành phải đồng ý. Vậy ở lại ăn tối đi. Cô quay đầu lại nhìn Ú Vu Ú Vu, bà chuẩn bị thêm bữa tối nhé. Được Ú Vu nói, làm phiền Ú rồi. Tống Nhã Hinh nói với Ú Vu. Ú Vu cười nói, không phiền đâu, không phiền đâu. Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, người này trông có vẻ thông minh vậy mà sao mặt dày thế cơ chứ? Lâm Tần Ngôn đang mang thai, Tông Ngôn Hy rất bám lấy cô, cô đành phải ở lại, đã thế cô ta còn muốn ở lại ăn tối, rõ là làm phiền vào thời gian nghỉ ngơi của người khác. Trong lòng cô thấy rất phiền phức. Tuy nhiên, giữ khư khư thân mình và phớt lờ cảm xúc của người khác là hành động ích kỷ. Tô chạm đi đâu tìm rồi. Tống Nhã Hinh hỏi lời này không phải để thăm dò, cô thấy ngồi không rất nhàm chán, nếu không nói chuyện với Lâm Tân Ngôn cô sẽ cảm giác rất xấu. Hồ! Lâm Tân Ngôn sững sờ một lúc, trong lúc cấp bách chưa tìm được lý do nào chính đáng cô sợ nói nhiều quá sẽ lộ ra chuyện khác cậu ấy cạch cửa mở tông cảnh hạo bước vào tống nhã hinh thấy anh về đứng lên chào hỏi tổng giám đốc tông chuyện quan trường tông cảnh hạo khẽ gật đầu đáp lại anh bước đến bên lâm tân ngôn hỏi cô lại ngủ rồi lâm tân ngôn khẽ gật con bé giờ không nói chuyện với ai anh cũng biết mà tông cảnh hạo đưa tay ôm con gái con bé ngủ thép trong lòng lâm tân ngôn khi cô đang nói chuyện với tống nhã hinh bị anh làm thức giấc là bố, để bố ôm con. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng an ủi con gái, Tông Ngôn Hy khẽ hé mắt, thấy Tông Cảnh Hạo, không từ chối, ngoan ngoãn để anh ôm. Tông Cảnh Hạo bế con gái lên, vỗ nhẹ vào lưng, lên lầu ngủ đi. Tông Ngôn Hy không nói chuyện, nhưng con bé cũng không chối, nên anh coi như đồng ý rồi. Lâm Tần Ngôn xoa cánh tay đã tê cóng, thấy Tống Nhã Hình đi tới, có cần tôi giúp cô không? Tông Cảnh Hạo đi lên cầu thang, nghe thấy cô ta nói như vậy, quay lại khẽ liếc cô ta, ánh mắt không rõ, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hề để ý tiếp tục lên lầu. Lâm Tân Ngôn nói không nên lời, cô khách sáo quá rồi, lễ phép quá làm cô hơi khó chịu. Chúng ta mới nhìn thấy có một lần, lần này là lần thứ hai, sao để cho cô ta xoa cánh tay được chứ? Tống Nhã Hinh ngồi lại chỗ cũ, nhìn lên lầu hai, tổng giám đốc Tông rất yêu con gái, nhỉ. Lâm Tân Ngôn cũng quay đầu nhìn lên lầu, Tông Cảnh Hạo đã ôm Tông Ngôn hy vào phòng ngủ, cầu thang trống rỗng. Cô quay lại, nói, con gái hay thích làm đúng thôi. Nghe nói con gái là người tình kiếp trước trước của bố, tôi nghĩ khá đúng với tổng giám đốc Tông đó. Tống Nhã Hinh cười nói. Lâm Tân Ngôn nhìn xuống, nói, đó chỉ là nói vui thôi, sao có kiếp trước kiếp này được. Chương 695, là người phụ nữ khéo léo. Đúng đấy, tôi cũng không tin có kiếp trước với kiếp này. Tống Nhã Hinh cười cười. Mợ chủ, U Vu bước tới, nguyên liệu nấu canh lần trước ở đâu? Tôi muốn nấu một món canh mà không đủ nguyên liệu. Lâm Tân Ngôn gần đây không nấu ăn, cũng không nấu canh, nhưng thấy U Vu nháy mắt, nhanh phản ứng lại, "Ồ, để tôi tìm cho." Sau đó, cô đứng dậy và nói với Tống Nhã Hinh, "Cô ngồi một chút, tôi vào tìm với bà ấy." Tống Nhã Hinh gật đầu, nhưng trong lòng khinh bỉ Lâm Tân Ngôn đạo đức giả, bà ta chỉ là người hầu nhưng lại được cô đối xử như người nhà. Lâm Tân Ngôn đi về phía phòng bếp, cũng không để ý đến ánh mắt khinh thường của Tống Nhã Hinh, nhưng U Vu lại vô tình nhìn thấy, bà cúi đầu vào phòng bếp. Lâm Tân Ngôn vào bếp hỏi bà, "Bà muốn hỏi tôi gì ạ?" ú vu không trả lời cô ngay mà đi chuyển ghế từ bên ngoài vào lâm tân ngôn bối rối không biết bà định làm gì ú vu mợ chủ ú vu đỡ cô ngồi xuống ghế cô thuận theo ngồi xuống ú vu bà sao vậy ú vu nhìn ra ngoài thì thầm hỏi cô cô gái họ tống bên ngoài là ai vậy lâm tân ngôn trả lời là bạn gái của thẩm bồi xuyên ú vu mở to mắt vẻ mặt khó tin gì cơ bạn gái bồi xuyên nhận thấy mình nói hơi to bà vội che miệng lại lâm tân ngôn không hiểu sao bà lại nói ầm lên hỏi lại đúng sao vậy sao trông bà có vẻ ngạc nhiên thế ú vu chắp tay làm ơn cô ta sao xứng với bồi xuyên được lâm tân ngôn hỏi một cách thích thú sao cô ta lại không xứng ú vu phân tích mợ chủ nghĩ mà xem bồi xuyên thật thà cỡ nào còn rất tốt với mọi người nữa cô ta nhìn đã thấy khôn ngoan sáng suốt thế mà thấy mợ chủ bụng lớn ông đứa nhỏ còn cố lôi kéo cô nói chuyện với cô ta tôi ngồi nhìn không được nên mới ra gọi cô vào Lâm Tân Ngôn thở dài, Ú chỉ nên nói chuyện này với tôi thôi, đừng để người khác nghe thấy. Dù gì Bồi Xuyên cũng giới thiệu cô ấy với chúng tôi rồi, chúng tôi không tôn trọng người khác thì cũng phải nể mặt Bồi Xuyên, đối xử tốt với cô ấy. Nếu như là Tông Cảnh Hạo bị mất tích như thẩm Bồi Xuyên, thì chắc chắn là Lâm Tân Ngôn không có tâm trạng chạy đến nhà khác còn chủ động yêu cầu ở lại ăn cơm tối như Tống Nhã Hinh. Hai Z. Lâm Tân Ngôn thở dài một tiếng, lần này Bồi Xuyên bởi vì chúng ta mới bị như thế, U vu nể mặt bồi xuyên mà nhiệt tình với người ta một chút ú vu nói tôi biết tôi sẽ không để cho cô ấy nhận ra rằng mình không thích cô ấy ú vu tiếp tục cắt đồ ăn chỉ là tôi đang cảm thấy không đáng cho thẩm bồi xuyên mà thôi ú vu biết thẩm bồi xuyên còn sớm hơn lâm tân ngôn tất nhiên là cũng hiểu rất rõ anh ấy trước kia tôi còn nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp được một cô gái rất tốt ai mà biết mặt mũi xinh xắn đấy chỉ là mang lại cho người khác một cảm giác không tốt ú vu thấy tống nhã hinh không xứng với thẩm bồi xuyên Lâm Tân Ngôn nhìn bóng dáng thái thịt của Ú Vu thì không kiềm chế được mà cười. Nếu như bà ấy biết Tống Nhã Hinh đã từng kết hôn, thì chắc chắn sẽ càng thêm cảm thấy cô ấy không xứng với thẩm bồi xuyên nhỉ. Ú Vu hầm nồi canh bổ đi. Mấy ngày nay Tông Cảnh Hạo cũng không có rảnh rỗi, anh không ngủ đủ giấc nên vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Được. Ú Vu đáp. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Ú Vu hỏi, cô muốn đi ra? Ngoài à? Để người ta ngồi một mình cũng không ổn lắm. Lâm Tần Ngôn vỗ vai U Vu, người ta sẽ nghĩ chúng ta không có lễ phép. Lâm Tần Ngôn nói đúng, U Vu gật đầu rồi nói, khó cho cô rồi, rõ ràng là chẳng biết nói gì lại còn phải ngồi đó. Lâm Tần Ngôn cười cười, đúng là cô nói chuyện với Tống Nhã Hinh không được hợp lắm. Lâm Tần Ngôn đi ra khỏi phòng bếp, Tống Nhã Hinh không có ngồi trên ghế salon mà là đứng trước tủ rượu, tỏ vẻ như mình rất hiểu. Lâm Tần Ngôn đi qua hỏi, cô thích rượu vang đỏ lắm à? Lúc này Tống Nhã Hinh đang cầm một bình rượu đỏ trong tay, lâm tân ngôn không biết đó là rượu gì tống nhã hinh thấy cô tới thì bỏ rượu lại chỗ cũ tìm được rồi à lâm tân ngôn gật đầu rồi nhìn qua bình rượu mới bị tống nhã hinh lấy ra kia cô có nghiên cứu về rượu đỏ à hiểu sơ chai rượu này là bản số lượng có hạn được sản xuất tại trang trại rượu powder ở nước ép đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trên thế giới mùi rượu của nó rất phức tạp nhưng rất cân bằng lại kéo dài khiến người ta muốn uống thêm ngụm nữa tống nhã hinh nói với vẻ rất thông thạo mặc dù trước đây lâm tân ngôn thỉnh thoảng cũng uống rượu đỏ nhưng không nghiên cứu qua sau khi mang thai thì cô không uống nữa cô cũng không nhìn ra được cái gì lúc lâm tân ngôn đang định cất rượu vào tủ thì tống nhã hinh hỏi đây là do tổng giám đốc tông sưu tầm à tủ rượu này vẫn luôn đầy rượu từ lúc cô ở bên tông cảnh hạo thì rất ít khi thấy anh uống rượu trong nhà làm một tủ riêng để đựng rượu như thế thì chắc chắn rất thích cũng như trong nhà xe có rất nhiều chiếc xe bản số lượng có hạn dù là anh rất ít khi lái nhưng vẫn mua người đàn ông nào cũng rất thích xe có lẽ rượu cũng thế khi trong nhà có khách thì cũng cần dùng không tính là sưu tầm lâm tân ngôn cũng không nhắc tới tông cảnh hạo tống nhã hinh cười cười cô khát không lâm tân ngôn hỏi tống nhã hinh nói không khát trang trí ở đây rất đẹp tôi thấy mỗi đồ vật đều có một nét đẹp riêng mà lại rất hài hòa do cô sắp xếp ư tống nhã hinh rất thích bố cục và trang trí của ngôi biệt thự tìm chuyên gia thiết kế trang trí mặc dù lúc lâm tân ngôn dọn vào ở đã như thế rồi nhưng cô cảm thấy tông cảnh hạo, cũng không có thời gian tự mình trang trí sắp xếp. Cơm chín rồi ạ. Ú vu đi tới và nói. Lâm tần ngôn gật đầu, Ú dẫn cô Tống đi rửa tay đi. Ú vu gậy đầu rồi nói với Tống Nhã Hinh, cô Tống, đi về phía bên này. Tống Nhã Hinh đi theo Ú vu tới nhà vệ sinh. Lâm tần ngôn thở dài một hơi rồi đi lên lầu 2, cô đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy tông cảnh hạo đang nằm trên giường ôm con gái, đang đọc chú heo ụt ịt cho con gái nghe tông ngôn hy trợn tròn mặt lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp chớp nghe một cách rất chăm chú hình ảnh yên bình như thế khiến cho tâm trạng của lâm tân ngôn cũng bình tĩnh lại cô nở một nụ cười rồi nói ăn cơm tông cảnh hạo ngẩng đầu lên thì thấy lâm tân ngôn đứng ở cửa anh buông sách xuống rồi hôn lên mặt con gái chúng ta xuống dưới ăn cơm tông ngôn hy gật đầu tông cảnh hạo vò má cô bé con muốn tự đi hay là bố ôm con tông ngôn hy đưa tay lên ý muốn ôm tông cảnh hạo đưa tay ôm con gái Bố có thể ôm con nhưng con không được đòi mẹ ôm, đồng ý không? Tống Nhã Hinh ôm anh không nói gì. Con không nói gì thì bố xem như con đồng ý nhé. Tông Cảnh Hạo ôm cô bé đi xuống, lúc đi ngang qua Lâm Tân Ngôn thì đưa tay sờ bụng cô rồi nói, sau này đừng ôm con bé. Bụng của Lâm Tân Ngôn càng lúc càng lớn, ôm như thế rất dễ ép bụng của cô. Lâm Tân Ngôn vội vàng đẩy tay anh ra rồi nhắc nhở, trong nhà có khách. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, cô ta không đi ạ? À? Chương 696 chuyện không muốn người ta biết. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tông Cảnh Hạo nói, cô ta tới làm gì? Cô ấy thấy tô chạm không ở đây nên tới thăm dò em, nói là rất lo lắng cho bồi xuyên. Nhưng em thấy không chỉ vì mỗi bồi xuyên thôi đâu. Cô đang lo lắng sau này thẩm bồi xuyên, chung sống với Tống Nhã Hinh sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tông Cảnh Hạo nói, đừng quan tâm. Mấy ngày trước thẩm bồi xuyên mất tích, tăng thêm chuyện Tông Ngôn hy bị ca thích nữa nên bọn họ rất bận rộn. Lâm Tân Ngôn cũng đã gầy đi nhiều, anh không muốn cô quan tâm chuyện tình cảm của người khác nữa bồi xuyên đã là người trưởng thành rồi không cần chúng ta phải quan tâm quá nhiều tông cảnh hạo nói thật ra anh đang âm thầm điều tra cô ta đúng rồi vì sao tô chạm không để cho bồi xuyên về cậu ấy muốn làm gì giờ bồi xuyên đang ở đâu có bị thương không lâm tần ngôn nghĩ đến chuyện tô chạm để cho hai người giấu giếm nhà họ tống lúc đó anh ta cũng không nói lý do nên dù có tò mò cô cũng kiềm chế lúc đó tông cảnh hạo cũng không biết nhưng hôm nay anh có nhận được tin nhắn Tô Trạm gửi, biết tình huống hiện tại của Thẩm Bồi Xuyên và quan hệ giữa anh ấy với Tăng Du. Tô Trạm còn cố ý dặn dò rằng không nên nói cho Tống Nhã Hinh biết Thẩm Bồi Xuyên không sao, cũng có nghĩa là Thẩm Bồi Xuyên không biết chuyện này. Chờ tối rồi anh nói với em, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dù sao Tống Nhã Hinh đang ở dưới lầu. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi xuống lầu thì thấy Tống Nhã Hinh đã ngồi chơi bàn ăn. Cô ta thấy hai người đi xuống thì đứng dậy nói: làm phiền hai người rồi. Tông Cảnh Hạo ôm con gái ngồi vào ghế chủ, Lâm Tân Ngôn ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cười rồi nói với Tống Nhã Hinh, tới đây thì không cần khách sáo thế. Tống Nhã Hinh cười một cái rồi ngồi xuống, cô ta nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, tiểu nhụy cần đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ. Tông Cảnh Hạo không trả lời. Lâm Tân Ngôn vội vàng nói đỡ, đã khám rồi, chỉ là sợ quá mà thôi, qua mấy tháng là khỏe. Cô Tống thích rượu đỏ nhỉ, có muốn uống một chút không? Tống Nhã Hinh cười nói, không cần, cũng đúng, xin lỗi nhé, bây giờ bồi xuyên vẫn chưa có tung tích, sao chúng ta có thể yên tâm mà ăn cơm uống rượu chứ? Lâm tần ngôn hỏi ú vu, canh bổ tôi nói ú hầm xong chưa? Ú vu trả lời, sắp xong rồi. Lâm tần ngôn gật đầu, đợi lát nữa múc cho cô Tống một chén, chắc chắn mấy ngày nay cô ấy cũng không nghỉ ngơi tốt. Ú vu nhìn sang Tống nhã hình một chút, sắt mặt của cô ta cũng không hề có vẻ nghỉ ngơi không tốt, bà ấy không vui trong lòng nên ừ một tiếng rồi quay vào phòng bếp bỗng nhiên tống nhã hình nhận ra rằng có lẽ biểu hiện của mình nhiệt tình quá mức lại thiếu quan tâm tới chuyện của thẩm bồi xuyên nên lâm tân ngôn mới nói mấy lời lúc nãy cho mình nghe không trong lòng cô ta cứng lại tay nghề của ú vu rất tốt nấu ăn đầy đủ sắc hương vị nhưng lúc này tống nhã hình không có hứng ăn ú vu múc một chén canh cho lâm tân ngôn rồi bưng một bát tới cho tống nhã hình với vẻ không bằng lòng cô tống cẩn thận bỏng tống nhã hình có hơi xấu hổ cô ta cúi đầu nói cảm ơn không cần khách khí u vu lạnh nhạt nói lâm tân ngôn cảm thấy đau đầu cũng lười nói lại người thông minh như tống nhã hinh chắc chắn có thể cảm nhận được u vu không thích cô ấy nhưng mà miễn cưỡng một người đi thích người mà mình không thích cũng là một chuyện rất khó cô theo u vu mang món canh lên đặt trước mặt tông cảnh hạo em thấy anh mấy đêm nay ngủ không ngon tông cảnh hạo nhướng mắt anh làm em thức giấc hả bởi vì tông ngôn hy nên ban đêm anh ấy ngủ không yên một đêm thức giấc mấy lần để trông con gái lâm tân ngôn nói không có tông cảnh hạo cho mày trong lòng em nghĩ anh là thằng ngốc sao em không tỉnh lại làm sao biết anh nửa đêm tỉnh giấc lâm tân ngôn cũng nói xong rồi mới ý thức được lời nói của mình không hề có sức thuyết phục tống nhã hinh cúi đầu giống như sự tồn tại của mình là dư thừa bản thân cô ấy cũng cảm thấy điều không thích hợp mợ tông tống nhã hinh đột nhiên mở miệng tôi ăn không nhiều hôm nay tôi xin phép về trước cảm ơn cô đã tiếp đãi nói xong tống nhã hinh liền đứng dậy lâm tân ngôn cũng đứng lên hỏi là vì chuyện của bồi xuyên mà ăn không nổi sao đúng vậy hiện tại không rõ anh ấy sống chết ra sao sao tôi có thể ăn nổi chứ tống nhã hinh tỏ ra vô cùng buồn bã lâm tân ngôn nói vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô ở lại tống nhã hinh rời khỏi chỗ ngồi lâm tân ngôn tiễn cô ra cửa có cần tôi gọi tài xế đưa cô về không lâm tân ngôn khách sáo hỏi tống nhã hinh khoát tay nói không cần đâu tôi lái xe đến cô vào nhà đi sau khi nhìn cô ấy rời khỏi Lâm Tần Ngôn đóng cửa lại đi vào trong, ngồi vào trước bàn ăn nói, anh thái độ gì với người ta vậy, người ta nói chuyện với anh anh cũng không đáp, thật là bất lịch sự, nói thế nào thì cô ấy cũng là bạn gái của bồi xuyên, em phát hiện anh với tô chạm đều không thích cô ấy lắm. Tông cảnh hạo đưa mắt nhìn cô, em thích cô ấy, cô bị nói chúng điểm yếu, cũng không phải là không thích, chỉ là cảm thấy cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Biết cô ấy đã từng kết hôn, lại còn là người từng từ chối thầm bồi xuyên, anh đã cho người âm thầm điều tra. Chuyện anh điều tra ra được e là thẩm bồi xuyên cũng không biết. Anh nhớ mày, cô ta và bồi xuyên không hợp nhau. Nói xong liền đặt điện thoại trước mặt Lâm Tân Ngôn, em tự xem đi. Lâm Tân Ngôn một bụng hoài nghi cầm lấy điện thoại lướt mở màn hình. chương 697, chân đạp hai thuyền. Tông Cảnh Hạo nhắc nhở một câu, hòm thư email. Lâm Tân Ngôn ửng một tiếng. Không có tiêu đề, cô bấm vào, xem lướt qua. Nội dung là Tống Nhã Hinh đi đến khoa phụ sản, cũng thấy được thời gian địa điểm, bác sĩ nào đó đưa cô ấy xem. Mới bắt đầu cô còn không để trong lòng, nhanh chóng xem phía dưới là bản photo bệnh án. Mỗi một bệnh nhân trong bệnh viện đều có lưu lại bệnh án. Lúc đó cuộc phẫu thuật mà Tống Nhã Hinh làm chính là phẫu thuật phá thai. Lâm Tân Ngôn cho mày, cô ấy và chồng trước có con rồi ly hôn. Tông Cảnh Hạo bảo cô tiếp tục xem. Tâm tình Lâm Tân Ngôn càng ngày càng thấp thỏm, không phải thẩm bồi xuyên nói Tống Nhã Hinh và chồng trước không có con, hơn nữa là vì chồng trước ngoại tình nên mới ly hôn sao thời gian phá thai lại không lâu, hơn 2 tháng trước. Cô tiếp tục xem phía dưới, lúc này Lâm Tân Ngôn không thể điểm tĩnh được nữa. Cô mở to mắt, phía dưới là bằng chứng cứ Tống Nhã Hinh phá thai, bản ghi chép cô ấy và người tình đi vào quán rượu. Tống Nhã Hinh cũng ngoại tình trong hôn nhân, không phải chồng trước cô ấy ngoại tình sao? Cô ngẩng đầu hỏi Tông Cảnh Hạo, đây là thật sao? Là sự thật, quan kình đích thân đi điều tra, bây giờ điều duy nhất chưa làm rõ chính là, cô ấy làm thế nào để cho người chồng chịu gánh cái danh này? đến bố mẹ cô ấy cũng bị che mắt lâm tân ngôn quả thực kinh ngạc cô không phải là rất thích tống nhã hinh nhưng cũng không nghĩ đến cô ấy có thể lừa dối người khác chuyện như vậy điều này rõ ràng là nhân phẩm có vấn đề đây không phải là lừa dối thẩm bồi xuyên sao lâm tân ngôn cảm thấy tam quan của mình bị thay đổi cả rồi sao mà có thể quá đáng như vậy chứ đến bố mẹ mình mà cũng lừa gạt sau khi ngạc nhiên thì lâm tân ngôn bắt đầu lo lắng cho thẩm bồi xuyên đây là người anh ấy chính miệng giới thiệu cho bọn họ làm quen đồng thời cũng là người bạn gái được công nhận. Nếu như Thẩm Bồi Xuyên biết được thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Thẩm Bồi Xuyên phải làm sao? Tông Cảnh Hạo thở dài, biết cô lại lo lắng, lấy điện thoại tìm hình ảnh và tin nhắn mà Tô Trạm gửi cho anh. Trong hình là cảnh lúc Tăng Du đang nấu cơm còn Thẩm Bồi Xuyên đang đứng phụ ở bên cạnh, Tô Trạm đứng ở cửa chụp lại. Em xem đi. Lâm Tân Ngôn không nghi ngờ gì cầm lấy, lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó. Cô gái này là ai? Cô nhìn tin nhắn Tô Trạm gửi biết được thẩm bồi xuyên và cô gái này đang ở cùng nhau nhận thức của lâm tân ngôn lại một lần nữa được đổi mới cô không hề ngờ tới thẩm bồi xuyên một chân đạp hai thuyền phía tống nhã hinh bên này còn chưa giải quyết bên kia đã cùng người con gái khác bên nhau rồi xem hết số tin nhắn mà tô chạm gửi lâm tân ngôn đại khái cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi người thẩm bồi xuyên thích là người con gái hiện giờ đang ở với anh ấy không trở về đồng thời lừa tống nhã hinh là để cô ấy chủ động buông tay Lâm Tân Ngôn đưa điện thoại lại cho Tông Cảnh Hạo, em không ngờ, Thẩm Bồi Xuyên lại có nhiều tâm tư như vậy. Lần trước cũng là từ miệng Tô chạm nghe được cái tên Tăng Du này, bây giờ cũng xem như thấy người thật rồi. Em nghĩ Bồi Xuyên làm như vậy không thỏa đáng, đây không phải là dây dưa với người ta sao, anh ấy nên về đây nói rõ với Tống Nhã Hinh. Nếu như sau 2 tháng mà Tống Nhã Hinh vẫn không chịu từ bỏ, vậy Thẩm Bồi Xuyên làm thế nào, làm sao ăn nói với người ta, suy cho cùng thì chính anh ấy đồng ý trước. Em cho rằng anh ấy có thể nghĩ ra cách này. Theo như tính cách của anh ấy thì đã sớm quay về xử lý rồi, tám chín phần là tô chạm đưa ra chủ ý này. Tông Cảnh Hạo rất hiểu tính tình của hai người đó. Lâm Tân Ngôn thấy cũng đúng, chắc chắn là chủ ý của tô chạm với tính cách thẳng thắng đó của thẩm bồi xuyên, khẳng định sẽ lập tức trở về nói rõ ràng với Tống Nhã Hinh. Việc anh điều tra được có nói với bồi xuyên không? Lâm Tân Ngôn hỏi, cô nghĩ rằng nên cho thẩm bồi xuyên biết, cũng có lợi cho việc kết thúc quan hệ với Tống Nhã Hinh tông cảnh hạo gật đầu anh sẽ nói với anh ấy còn lại xử lý như thế nào thì để anh ấy tự quyết định lâm tân ngôn gật đầu cảm thấy như thế là thích hợp nhất tông cảnh hạo uống hết bát canh đó lâm tân ngôn hỏi anh uống nữa không anh lắc đầu đủ rồi lâm tân ngôn nghĩ nghĩ rồi hỏi anh thích sưu tầm rượu vang đỏ không tông cảnh hạo nhíu mày câu hỏi này là ý gì lâm tân ngôn bĩu môi bảo anh nhìn tủ rượu nhiều rượu như vậy là anh đặc biệt sưu tầm không phải đa số là người khác tặng có chuyện gì sao tông cảnh hạo bị cô hỏi như vậy trong lòng có chút sợ những chai rượu vẫn luôn đặt ở đó trước giờ cô chưa từng hỏi tới hôm nay sao lại hỏi thế lâm tân ngôn cười cười không có gì chỉ là đột nhiên hiếu kỳ em lên trước đây cô buông đũa đứng dậy hiện tại tông ngôn hy luôn ngủ với cô cô muốn lên tắm trước đợi một lát con gái tắm xong rồi liền có thể ôm cô ngủ lâm tân ngôn tắm xong mặc vào đồ ngủ rộng rãi nửa nằm ở trên giường cầm điện thoại lên có lúc sẽ nói chuyện với tần nhã đều là nói về chuyện của cửa hàng. Hiện tại đều là do Tần Nhã kinh doanh, hơn nữa còn phát triển khá tốt, cô lại tuyển vài nhà thiết kế, dưới sự giúp đỡ của Thiệu Vân tìm được vài người thợ may và thợ thêu tay nghề giỏi. Việc thiết kế và hoàn chỉnh trang phục có yêu cầu khá cao đối với người thợ may, thợ may thông thường không có cách nào hoàn thành được vài thiết kế đặc biệt. Cô gửi cho Tần Nhã một tin nhắn, nhưng không có ai trả lời. Cô nghĩ Tần Nhã có thể đang bận, cô bèn bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị nằm thì Tông Cảnh Hạo bế con gái vào, Tông Ngôn Hy đã tắm xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ áo ngắn tay quần đùi làm, bằng vải tơ tằm màu hồng có viền ren, Tông Cảnh Hạo đặt con gái xuống giường, cô bé liền chui vào vòng tay của Lâm Tân Ngôn, anh đứng bên giường nhìn con gái, trong lòng nghĩ con gái đến khi nào mới có thể khỏe hơn, cứ dính người như vậy khiến cho người ta không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn nhìn anh một cái, đứng ở đây làm gì? Anh không đi tắm à? Tông Cảnh Hạo một tay cởi cúc áo sơ mi, ngày mai anh đưa theo con đến công ty, như vậy Lâm Tân Ngôn có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc anh không ở nhà đều là một tay cô ôm con. Lần nào nhìn anh cũng sốc, Tông Ngôn Hy sắp vào lớp 1 rồi, con bé cao lên rất nhiều, hơn nữa cũng mập hơn, cứ ôm nó mãi rất mệt người. Và lại thân hình này của cô bây giờ, vẫn là đem con đến công ty thì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cạn lời, anh dẫn theo con làm gì? Tông Cảnh Hạo nói, để con bé gặp nhiều người, có lợi cho việc hồi phục. Tông Ngôn Hy nhìn bố chớp chớp mắt, nghiêng đầu vùi mặt vào lòng Lâm Tân Ngôn giống như là dùng cách thức này để phản đối hành vi của anh. Tông cảnh hạo giả vờ không nhìn thấy, xoay người đi vào phòng tắm. Lâm Tân Ngôn nằm xuống, ôm con gái vào lòng, vỗ vỗ lưng cô bé, con buồn ngủ không? Tông Ngôn hy lắc đầu. Lâm Tân Ngôn lấy quyển sách chú. Heo nhỏ ngáy khò khò đặt trên bàn tới, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé. Tông Ngôn hy gật đầu. Cô cúi đầu hôn lên trán con gái. Trước đây con hoạt bát vui tươi như thế, lúc này lại trở nên an tĩnh như vậy. Cô rất lo lắng, Tông Cảnh Hạo tắm xong đi ra, Lâm Tân Ngôn vẫn chưa ngủ, cô nhích vào trong một chút nhường chỗ cho anh, anh bước đến bên giường ngồi xuống, giơ tay lấy cuốn sách trong tay cô, để anh đọc cho. Đúng lúc Lâm Tân Ngôn có chút buồn ngủ liền gật gật đầu, Tông Cảnh Hạo tự mình ôm con gái qua, thật ra anh đã nghe được cô đọc đến đoạn nào rồi nhưng vẫn cố ý hỏi con gái, mẹ con đọc đến đâu rồi? Tông Ngôn hy chỉ vào một hàng trong cuốn sách. Tông Cảnh Hạo dịu dàng nói, tiểu nhụy nói cho bố nghe đọc đến đâu đi, bố muốn nghe tiểu nhụy nói chuyện cô bé rúc vào lòng anh, không nói tiếng nào. Anh sờ sờ đầu con gái, thở dài một hơi, tiếp tục đọc chuyện cho con nghe. Đợi đến lúc Tông Ngôn Hi nghe kể chuyện rồi ngủ say đã là hai tiếng sau, Lâm Tần Ngôn đã ngủ rồi, anh đặt sách xuống, tắt đèn ở đầu giường. Trong đêm, anh mơ hồ nghe thấy tiếng của Lâm Tân Ngôn. Ôi, đau quá. Chương 698, bộ dạng thật của Tống Nhã Hinh. Sắp sinh rồi à? Cơn buồn ngủ của Tông Cảnh Hạo ngay lập tức bị xua tan, anh bật đèn ngủ lên và nhìn cô đầy lo lắng, có phải đau bụng không? Lâm tần ngôn co mày tỏ vẻ khó chịu. Tông cảnh hạo không quan tâm mang giày khi đứng dậy khỏi giường. Đi đến bên cạnh cô, anh đưa em đến bệnh viện. Khi anh cúi xuống ôm cô, lâm tần ngôn nắm lấy tay anh lắc đầu. Không, không phải là đau bụng. Cô không thể cử động, cơ thể cô cứng đờ, và hai chân đột nhiên có quắp. Chân em bị chuột rút. Cô nói một cách khó chịu. Tông cảnh hạo vén chăn bông lên, nhìn vào chân cô, bộ đồ ngủ cuộn lên hai chân trắng nõn mỏng manh lộ ra trước mặt anh chân nào bị chuột rút bên trái chân mày cô nhíu lại càng ngày càng sâu gần cốt đau như thắt lại cô nắm lấy chăn bông nói a đau quá vẻ mặt tông cảnh hạo căng thẳng xoa xoa cái chân co quắp của cô không theo phương pháp nào chỉ là để cô bớt đau phải mất một lúc mới giảm bớt được cơn co rút lâm tân ngôn mới ngẩng đầu lên nói anh ngủ đi tốt hơn nhiều rồi tông cảnh hạo ngồi ở mép giường đưa chân cô gác lên mình rồi tiếp tục xoa bóp ngày mai chúng ta hãy đến bệnh viện xem thế nào lâm tần ngôn nói chuyện này là bình thường nó sẽ xảy ra khi tuổi thai lớn tông cảnh hạo mím môi không nói gì anh không thể thay thế được loại đau đớn này điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng hết sức để cô bớt khó chịu lâm tân ngôn di chuyển chân của mình và làm nũng với anh có phải đau lòng không tông cảnh hạo vỗ đùi cô không đau lòng lâm tần ngôn rút chân ra nhẹ nhàng nói đi đi không cho anh xoa cho em tông cảnh hạo nắm lấy mắt cá chân của cô đừng làm loạn, ngoan, anh xoa cho em sẽ không đau nữa. Anh có thấy đau lòng vì em đâu, nên em sẽ không để anh xoa. Lâm Tân Ngôn cong chân lên và cố gắng tách ra khỏi anh. Tông Cảnh Hạo cười nhẹ, tùy hứng. Lâm Tân Ngôn bĩu môi nói, em tùy hứng đấy, sau này em còn muốn để anh nuôi em. Nuôi? Tông Cảnh Hạo cưng chiều nắn bóp đùi cô một chút, Lâm Tân Ngôn nũng nịu nói, đau quá. Tông Cảnh Hạo hỏi, chỗ nào đâu? Lâm Tân Ngôn chỉ vào chân, tông cảnh hạo đi tới lâm tân ngôn nhận ra anh định hôn mình vội vàng thu chân lại nói nhỏ với anh tông cảnh hạo sợ anh hôn em sao tông cảnh hạo nhìn cô qua ánh đèn với vẻ mặt nghiêm túc nếu đây là con trai gửi nó đến thành phố c thì sao lâm tân ngôn cảm thấy khó hiểu cô không hiểu anh ta muốn nói gì nếu là con gái thì sao lâm tân ngôn hỏi vậy thì nó nhất định phải ở bên cạnh anh lâm tân ngôn ngồi dậy ca động hỏi ý anh là gì chẳng lẽ là con trai thì anh không muốn sao anh cứ vậy mà bỏ mặc con trai ạ à? con của anh thì tại sao anh lại không muốn tông cảnh hạo ngồi lại ôm cô vào lòng anh nghĩ nếu là con trai hãy để nó theo họ của em xem như để lại hậu nhân cho bố của em em cũng không phải đổi họ nữa tông cảnh hạo này nói như vậy lâm tân ngôn có thể hiểu và thông cảm nhưng sự thay đổi họ này có liên quan gì đến giới tính nếu đó là con gái tại sao anh không thể cho nó lấy họ của em lâm tân ngôn nhanh chóng nhớ tới anh ấy nói anh ấy thích con gái hơn bất giác cong môi người khác chẳng phải trọng nam khinh nữ sao sao giờ anh lại trọng nữ khinh nam rồi lúc này điện thoại của lâm tân ngôn rung lên tông cảnh hạo nhặt nó lên và thấy một tin nhắn ngắn từ một chuỗi số không tên ai là tần nhã sao lâm tần ngôn tiếp nhận trước khi đi ngủ em gửi một tin nhắn cho tần nhã cô ấy vẫn chưa trả lời em đang nói chuyện cô bấm vào tin nhắn tông cảnh hạo không biết anh đưa điện thoại cho cô trước khi xem thông tin trên đó vào lúc này tông thần hy run run cơ thể giống như cảm thấy không có ai ở xung quanh và muốn mở mắt tông cảnh hạo lật cánh tay từ lâm tân ngôn của cô ấy bế cô bé lên nhẹ nhàng vỗ về cô bé bố ở đây rồi tông thần hy tay ra sờ sờ cảm nhận được là ba mình thì dán vào ngực anh tiếp tục ngủ lâm tân ngôn nhìn chằm chằm vào điện thoại và không thể không nheo mắt lại nội dung tin nhắn là hôm nay chồng cô mặc một bộ vét màu xám nhạt áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Quả là một người đàn ông mặc trang trọng rất hấp dẫn. Ai đã gửi tin nhắn? Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu lên và nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đã xóa tin nhắn, cho rằng đó là một trò đùa, và nhàn nhạt, nhạt nói, không có gì, tin nhắn rác. Cô nằm xuống, nghiêng người nằm nghiêng, gác chân lên người của Tông Cảnh Hạo, tuổi thai càng lớn cô sẽ càng khó ngủ, nằm ngang sẽ ép tim, cô phải kê cao hai chân nằm nghiêng mới thoải mái. Tông Cảnh Hạo đặt tay lên đùi cô và nói, Ngủ đi." Lâm Tân Ngôn nhẹ nhắm mắt lại, cũng không lo lắng về tin nhắn, dù gì ai cũng có thể thấy được anh đang mặc cái gì, chuyện này là bình thường, cô chuyển sang tìm vị trí thoải mái hơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tông cảnh Hạo Thức dậy vào buổi sáng, Lâm Tân Ngôn và Tông Thần Hy vẫn đang ngủ, khi anh dậy thì di chuyển rất nhẹ, sợ đánh thức họ. Lúc anh ấy chuẩn bị vào phòng tắm, điện thoại trên bàn rung lên, vì Tông Thần Hy sợ hãi nên anh ấy sẽ đặt điện thoại rung vào ban đêm, để phòng ban đêm điện thoại reo anh nhấc máy lên, trên đó không có tên, một dãy số, anh trần trừ rồi bước vào nhà gọi điện thoại bên ngoài. Anh ấn nút trả lời vào tai, sỏ dép lê xuống lầu. Alo, là tôi. Sau khi thẩm bồi xuyên mua điện thoại di động, anh ta lập tức liên lạc với Tông Cảnh Hạo. Tôi không sao, mọi chuyện đều ổn, đừng lo lắng cho tôi, nhưng tôi tạm thời sẽ không về. Tông Cảnh Hạo bước tới bàn, rót một cốc nước trắng. Đây là điện thoại của anh. Ừ. Thẩm bồi xuyên đáp. Đợi một lát, tôi gửi cho anh thứ này, xem anh có quyết định quay lại hay không tông cảnh hạo cầm ly nước trắng lên uống hai ngụ thứ gì tông cảnh hạo nói tự mình xem đi sau khi nói xong anh cúp điện thoại và gửi những gì quan kình tìm thấy cho thẩm bồi xuyên muốn là thế nào anh ấy tự quyết định lúc này thẩm bồi xuyên đang ngồi tít dưới gốc cây nghe thấy tiếng cúp máy cũng cúp máy theo nhưng ngay sau đó nhận được một email anh ta bấm vào để xem anh co mày lại và cái co mày ngày càng chặt hơn Hình tượng Tống Nhã Hinh trong lòng anh thật ra khá tốt, tuy rằng không thích cô, nhưng cũng không ghét. Trong tiềm thức nghĩ rằng cục trưởng Tống là một người tốt như vậy, và tính cách của con gái cô ấy không phải là xấu. Vì vậy, anh luôn nghĩ rằng Tống Nhã Hinh giống như cục trưởng Tống, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ cục trưởng Tống là người ngay thẳng, sao cô ấy có thể ích kỷ làm tổn thương người khác như vậy, rõ ràng là cô ấy có sai trước và cô ấy đã đổ hết lỗi lên đầu chồng cũ, khiến chồng cũ của cô trở thành mục tiêu và cô cải trang thành nạn nhân đây là loại người nào nếu email này do người khác gửi anh nhất định sẽ không tin nhưng là do tông cảnh hạo gửi cho anh chuyện này hẳn phải được điều tra rõ ràng nếu không theo tính cách của tông cảnh hạo thì không anh ấy sẽ hấp tấp nói cho anh biết chuyện này nhìn cái gì vậy tăng du từ phía sau vòng tay qua cổ anh nằm ngửa cầm dựa vào vai cô nhìn điện thoại thẩm bồi xuyên nhanh chóng lật điện thoại trở lại trang chính tăng du ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng hỏi thứ gì, làm sao lại sợ em nhìn thấy như vậy. Chương 699, có người thầm mến anh à, thẩm bồi xuyên quay đầu lại nói, không có chuyện gì, anh sẽ giải quyết, Tăng Du, chúng ta quay về đi. Vẻ mặt của Tăng Du ngưng lại, nhanh chóng kéo ra một nụ cười và nói, em nghe lời anh. Cô đứng dậy sau lưng thẩm bồi xuyên, em đi thu dọn đồ đạc và chia tay bọn trẻ. Nhân tiện, em đến đây để rủ anh đi ăn sáng. Thẩm bồi xuyên đứng dậy khỏi phiến đá, cất điện thoại vào túi rồi theo cô vào nhà. Giọng tăng dù phát ra từ trong nhà, em không nỡ bỏ những đứa trẻ này, sau này em có thể quay lại gặp chúng." Thẩm Bồi Xuyên nói, "Anh nói muốn giúp bọn chúng, đừng quên đấy." Thẩm Bồi Xuyên nói, "Anh sẽ không quên không quên." Thành phố B, khi Lâm Tân Ngôn tỉnh dậy, Tông Cảnh Hạo đã không còn ở đó, Lâm Thần Hy vẫn đang ngủ, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, cô đi xuống nhà và thấy Tông Cảnh Hạo vẫn đang ở trong phòng khách, cô nghĩ anh đã đến công ty cô bước xuống vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của anh từ phía sau dậy sớm vậy tông cảnh hạo đặt chiếc cốc đựng nước chê tay xuống quay lại nhìn cô sao em không ngủ thêm một chút lâm tân ngôn áp vào lưng anh nói không ngủ được tông cảnh hạo liếc nhìn u vu đang ở cạnh tủ rượu và khi chắc chắn rằng bà sẽ không nhìn vào đây anh quay lại và kéo lâm tân ngôn vào lòng và cúi xuống hôn lên môi cô lâm tân ngôn lúng túng vì sợ u vu nhìn thấy tông cảnh hạo không cho phép cô rút lui ôm đầu cô vừa vặn lâm tân ngôn biết mình không mạnh bằng anh nên liền phối hợp theo khi tông cảnh hạo thả lỏng cô cô ôm chặt cổ anh cắn vào vai anh qua bộ đồ ngủ cô cố ý dùng sức biết u vu đang ở đó anh không dám kêu lên vì đau ngay sau khi cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tông cảnh hạo cô liền cảm thấy hài lòng tông cảnh hạo kéo mở cổ áo ra và nhìn vào vai mình hàng dấu răng ngay ngắn sắp dỉ máu anh chớp mắt em định giết chồng mình à lâm tân ngôn không tin lắm em không có dùng sức dùng sức thì sẽ thế nào tông cảnh hạo nghi ngờ lỗ tai của mình cắn chảy máu mà chưa dùng sức sao lâm tân ngôn thấy anh thật sự đau cô vươn tay kéo cổ áo anh vết răng chê vai không chỉ sâu mà còn thật sự chảy máu cô không biết mình sẽ dùng nhiều lực như vậy xin lỗi em không phải cố ý em tìm cho anh hộp thuốc tông cảnh hạo kéo cô lại không cần lâm tân ngôn không muốn cắn anh bị thương tự trách bản thân không biết nặng nhẹ có đau không không sao đâu cứ coi như dấu ấn em để lại cho anh sau này anh sẽ để lại cho em một cái đàm mỹ hài em không muốn lâm tân ngôn không ngốc cắn đau như vậy cô không muốn ấn ký đâu không muốn cũng không được tông cảnh hạo ôm cô và cố ý kéo cổ cô không hẳn là muốn cắn cô mà chỉ là muốn đùa với cô lâm tân ngôn ngứa quá không nhịn được cười ú vu nghe thấy tiếng động liền nhìn sang đây bà thấy tông cảnh hạo đang ôm lâm tân ngôn trong tư thế mập mờ bà vội vàng quay người lại có lẽ là do bà di chuyển quá nhanh hoặc do bà quá hoảng sợ tay bị trượt bình rượu vang chưa kịp khui rơi trên mặt đất phát ra tiếng choang sau âm thanh chai rượu bị vỡ nát chất lỏng màu đỏ tươi chảy khắp sàn không khí lập tức tràn ngập mùi rượu đỏ thơm thoang thoảng tông cảnh hạo và lâm tân ngôn đồng thời nhìn qua u vu đứng cứng đờ cười ngượng ngùng cô cậu cứ tiếp tục cứ tiếp tục đi tôi chưa thấy gì tôi lập tức thu dọn lâm tân ngôn đỏ mặt đẩy tông cảnh hạo một chút cô bước tới nhìn thấy chai rượu đỏ mà tống nhã hinh vừa nói lúc nãy đã bị vỡ cô không khỏi cảm thán rượu ngon như vậy thật đáng tiếc tông cảnh hạo nhìn cô em có biết đây là loại rượu gì không anh nhớ rằng lâm tân ngôn không học về rượu đúng không những loại rượu này đã được cất giữ ở đây lâu như vậy cô chưa từng thấy qua cũng chỉ biết những loại rượu trong nước nổi tiếng hơn tống nhã hình nói cô ấy có rất nhiều nghiên cứu về rượu vang đỏ lâm tân ngôn nói nghĩ rằng cô ấy luôn nói chuyện với tông cảnh hạo cô ấy không ngạc nhiên tông cảnh hạo khịt mũi lạnh lùng từ trong khoang mũi của anh ta hiển nhiên không có tình cảm với người phụ nữ đó thậm chí còn khinh thường cô ta một cánh tay rắn chắc ôm lấy lâm tân ngôn ôm cô lên lầu sau khi cô ta đến thì lấy cớ là có việc đừng để cô ta vào để không làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của em lâm tân ngôn nói em biết rồi nhưng mà anh không nghĩ sau này cô ta sẽ tới đây đâu anh đã nói với thẩm bồi xuyên chuyện kia theo tính cách của anh ấy anh ấy nhất định sẽ quay lại và nói rõ ràng với tống nhã hinh lâm tân ngôn gật đầu cảm thấy thẩm bồi xuyên trở về xử lý là đúng kéo lấy người ta không buông thì sẽ càng thêm rắc rối khi cô ấy và thẩm bồi xuyên không có gì với nhau tự nhiên cô ấy sẽ không bao giờ đến biệt thự nữa cô ngẩng đầu nhìn anh khuôn mặt tuấn tú rõ ràng cổ tạo thành một đường vòng cung tao nhã làn da anh rất trắng sống mũi cao hơn nữa khi nhìn từ bên cạnh ngay cả lông mi cũng dài đến mức khiến người ta ghen tị cô bĩu môi trong công ty của anh có cô gái nào thầm mến anh không tông cảnh hạo đột nhiên nhìn sang không hiểu hỏi lại tại sao em lại hỏi thế lâm tân ngôn nghĩ về tin nhắn mà cô nhận được đêm qua và nói chỉ là có ai đó khen anh hấp dẫn công việc thường có nhiều phụ nữ cách xa bọn họ một chút tông cảnh hạo thấy buồn cười sao ghen à lâm tân ngôn liếc nhìn anh mà không nói gì tông cảnh hạo giảm bớt nụ cười và chỉ muốn hỏi cô là ai đã nói điều đó tông ngôn hy lúc này tỉnh dậy và thấy xung quanh không có ai cô bé sắp khóc ngay lập tức lâm tân ngôn vươn tay ôm cô bé tông cảnh hạo nói để anh bế tông ngôn hy vừa tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, nằm chê vai Tông Cảnh Hạo và dụi mắt. Lâm Tân Ngôn đi tìm quần áo cho con gái trong tủ. Tông Cảnh Hạo ôm Tông Ngôn Hy vào phòng tắm rửa mặt, Lâm Tân Ngôn tìm bộ quần áo con gái mình sẽ mặc hôm nay rồi đặt lên giường, lúc này điện thoại cô đặt ở đầu giường rung lên, cô đưa tay cầm lên. Vẫn là tin nhắn từ số đó đêm qua. Cô cau mày và mở ra. Chương 700, không hết lòng gian. Nội dung là buổi sáng tốt lành. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, nếu như nói tin nhắn đêm qua là có người đùa ác hoặc là tùy tiện gửi như vậy tin nhắn sáng nay là có ý gì tông cảnh hạo giúp con gái rửa mặt mũi sạch sẽ xong đi tới nhìn thấy lâm tân ngôn đứng bên giường nhìn điện thoại thì đi qua lâm tân ngôn nghĩ quá nhập tâm không phát hiện tông cảnh hạo đang đứng phía sau mình tông cảnh ngạo lên tiếng hỏi ai gửi tin nhắn cho cô dọa cô giật mình kêu to lên anh đi kiểu gì mà không có tiếng vậy lâm tân ngôn ôm ngực trái tim vẫn còn đập nhanh Tông Cảnh Hạo nhìn cô, không phải anh đi đường không có tiếng động, mà là em quá nhập tâm, ai gửi tin nhắn cho em vậy? Buổi sáng tốt lành, ai? Bạch Dận Ninh, đến bây giờ anh ta vẫn còn không hết ý với cô. Lâm Tân Ngôn ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh. Tông Cảnh Hạo cũng nhìn lại, sao lại không nói gì? Lâm Tân Ngôn mở tin nhắn ra, mấp máy môi, kỳ lạ lắm, từ hôm qua liền có người nhắn tin với nội dung khó hiểu cho em, em cũng không biết người này có ý gì, muốn làm gì nữa, tông cảnh hạo cầm lấy điện thoại của cô liếc nhìn một cái sau đó cau mày hình như cũng ngạc nhiên không hiểu anh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi lâm tân ngôn nhướng mày không phải cố ý nghi ngờ anh chỉ là thật sự không nghĩ ra ai lại làm như vậy tìm không được lý do thích hợp tông cảnh ngạo nhìn cô một cái không nói gì chép số điện thoại đã gửi tin nhắn cho cô sang máy mình anh sẽ điều tra được em đừng nghĩ bậy bạ lâm tân ngôn cụp mắt em không nghĩ lung tung chỉ là cảm thấy có chút bất an ai sẽ làm như vậy chứ anh sẽ tra rõ ràng tông cảnh hạo lạnh lùng nói còn ẩn ẩn sự tức giận trong đó tâm trạng buổi sáng đang tốt tự nhiên bị vậy làm cho cô không cách nào bình tĩnh được cô sợ thật sự sợ sẽ xuất hiện một con thiêu thân nào đó lần này chuyện của bồi thẩm xuyên trong hiểm có may lần sau thì sao cố bắc sao rồi lâm tân ngôn hỏi lần trước chính là anh ta kết án rồi cố bắc tự hại mình rồi lúc đầu anh ta có cơ hội ra nước ngoài miễn được họa đi tù bây giờ anh ta tự mình tìm đến đường chết, ai cũng không cứu được. Lâm Tần Ngôn cụp mắt, vậy thì không phải là anh ta rồi. Tông Cảnh Hạo vì để cho cô yên tâm nên nói lái sang chuyện khác, anh sẽ tra rõ ràng, con gái của em đói rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi. Ngôn tình tổng tài Lâm Tân Ngôn gật đầu, đưa tay xoa mặt con gái, hôm nay để ngôn thần về đi, còn chơi với con bé được, trong nhà không có ai, hưu quạnh lắm. Trước đó còn có Tần Nhã, Tông Khải Phong và Trình Ôn, bây giờ bọn họ không ở nữa biệt thự liền trở nên yên tĩnh lạnh lẽo lúc đầu tông cảnh hạo muốn đưa tông ngôn hy tới công ty gặp nhìn người sẽ có lợi cho cô bé hồi phục nhưng mà lại xảy ra cái chuyện tin nhắn này anh liền bỏ suy nghĩ đó đi bây giờ quan trọng là phải biết rõ ai là người gửi những tin nhắn vớ vẩn đó cho lâm tân ngôn ăn cơm xong anh đi đón nó tông cảnh hạo nói lâm tân ngôn gật nhẹ đầu u vu đã quét dọn qua phòng nhưng vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt tông cảnh hạo liền bảo u vu mở cửa thông gió Ú vu nói, cửa sổ đều mở, nhưng mà vẫn không làm mất đi được mùi đó. Nếu em không ngửi được thì lên phòng chê lầu đi. Tông cảnh hảo nhìn về phía lâm tân ngôn nói. Cô không có khẩu vị, chậm chậm nhai thức ăn trong miệng. Có lẽ vì đang nghĩ nên không chú ý lời của tông cảnh hạo, cho nên không lên tiếng trả lời. Tông cảnh hạo nhìn cô, biết rằng mặc dù đã, hứa là sẽ không nghĩ gì nữa, nhưng trong lòng cô vẫn không dứt ra được. Anh thở dài, vì sao không chịu nghe lời một chút, hả? Lâm Tân Ngôn hoàn hồn, cũng không nghe rõ anh nói gì. Tông Cảnh Hạo cũng mất khẩu vị, chờ đến khi Lâm Tân Ngôn cơm nước xong xuôi mới đưa Tông Ngôn Hi cho cô. Anh rời biệt thự đi đón Tông Ngôn Thần, thuận tiện đưa Tông Khải Phong và Trình Vũ Ôn cùng về biệt thự. Trong nhà có người, có thể giúp Lâm Tân Ngôn trông Tông Ngôn Hi. Bây giờ Tông Ngôn Hi vẫn theo mẹ cả ngày, lúc anh không có ở đây, chỉ có một mình cô mà bụng cô cũng lớn rồi nên bất tiện. Lúc 9 giờ, Tông Cảnh Hạo đón bọn họ về. Mẹ tông ngôn thần chạy tới ghé vào đùi cô nhìn em gái của mình còn chưa khỏe sao lâm tân ngôn đưa tay xoa đầu cậu bé đúng vậy cho nên gọi con về chơi với em tông ngôn thần vẫn luôn hiểu chuyện dùng sức gật đầu sau đó nói chuyện không ngừng với em gái em ơi anh có đồ cho em này em có muốn xem không tông ngôn hi chớp mắt nhìn cậu không nói gì tông ngôn thần cũng không nản trí tiếp tục trò chuyện em thật sự không muốn xem à vậy anh tặng người khác nhé tông ngôn hi vẫn không nói gì như cũ xem ra đồ chơi không dụ được cô bé tông ngôn hi còn đi tới ôm tất cả đồ chơi của mình tới thật ra hôm nay tông cảnh hạo không tới biệt thự đón bọn họ bọn họ cũng dự tính trở về những đồ chơi này đều là hôm qua anh đặc biệt mua tông ngôn hi cứ chơi đồ chơi gia đình tông ngôn thần luôn cảm thấy trò đó rất trẻ con nên không muốn chơi cùng lần này em gái bị hù dọa làm cho tinh thần không tốt cậu bé không quan tâm nữa chỉ cần em gái có thể khỏe lại thì cái gì cậu cũng bằng lòng làm tông khải phong đi tới tiểu nhụy đến đây ông nội ôm một cái nào tông ngôn hy chui vào trong lòng lâm tân ngôn dùng hành động để biểu thị không nguyện ý ông ơi chúng ta tới chơi nhà tròi đi tông ngôn thần kéo tông khải phong ngồi chê thảm trình u ôn cũng gia nhập tông ngôn hy chớp mắt nhìn bọn họ tông ngôn thần bày xong đống đồ chơi ra đặc biệt là đầy đủ các đồ chơi dụng cụ phòng bếp đủ có loại nguyên liệu nấu ăn còn có nồi bát có thể thái thịt xảo rau căn nhà mini bên trong có công chúa búp bê mà cô bé vẫn luôn muốn chơi một lát sau cô bé chủ động rời khỏi ngực lâm tân ngôn gia nhập bọn họ lâm tân ngôn thở dài một hơi cũng may cô bé có thể thay đổi một chút mặc dù vẫn không nói lời nào nhưng mà cùng người khác chơi đùa là được rồi tông cảnh hạo đến công ty sau khi tiến vào văn phòng thì ấn gọi điện thoại nội bộ gọi quan kình đến phòng làm việc của tôi một chuyến vâng tổng giám đốc anh nói lỏng cả vạt ngồi vào bàn làm việc quan kình nhận điện thoại của thư ký liền chạy vào phòng làm việc khi anh ta đi tới cửa thì không gõ cửa ngay mà đứng im một lúc rồi mới gõ giọng nói của tông cảnh hạo nhanh chóng truyền tới quan kình đẩy cửa tiến vào anh tra số này cho tôi tông cảnh hạo đưa một dãy số điện thoại cho quan kình quan kình lấy xong thì cúi đầu nói vâng chờ đã ngay khi quan kình vừa đi tông cảnh hạo liền gọi anh ta lại gần đây bận lắm sao bộ dạng giống như quả cà chua héo không giống như quan kình thường ngày quan kình lắc đầu không có nghỉ đông năm nay cho anh thêm một tuần lễ. Tông cảnh hạo lật đống văn kiện cần ký chê bàn ra. Quan kình muốn nói lại thôi, có chuyện muốn nói với anh nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng nói, cảm ơn tổng giám đốc,